đông, kể cả khách nước ngoài và khách Hàn Quốc. Như sáng nay rất là nhiều bạn bên Mỹ, hôm qua đã ăn bên quán bên kia rồi, sáng nay kêu là ngon quá cho nên qua đây ăn gặp mình tiếp, rồi sáng nay có chụp hình lại lưu lại kỷ niệm đấy. Thì đó gọi là online to offline, bán offline nhưng mà kéo khách từ online về, kéo khách từ online về quán phở của mình, thế nó mới đông được như vậy, chứ không thể nào mà nó đông được như vậy anh chị ạ. À, bắt buộc phải làm. Anh chị biểu là ủa chứ bây giờ em bán ở ở địa phương em thôi thì làm để làm gì? Ở Thế Hưng bán phở ở địa phương mà, nhưng mà vẫn rất là nhiều người ở nước ngoài, ở ở Hàn Quốc đúng không, ở bên Mỹ họ về họ ăn, thì đó là nhờ vào TikTok. Và họ nói với Hưng là à, em xem TikTok của anh mà em đến. À, rất là tuyệt vời luôn. Ừ. Cho nên là online to offline nhé. Sau đó anh chị làm video, anh chị làm đăng đa kênh là được. Tất cả các học viên của Hưng đều phải có ba kênh, thứ nhất là TikTok, thứ hai là fanpage và thứ ba là YouTube, đăng lên đa kênh. Sắp tới là Shopee và Zalo nữa, đăng hết lên là xong nhá. Cái việc đăng đa kênh thì ở trong lớp chuyên sâu Hưng có chia sẻ cho anh chị nhá. Nhưng mà học lớp miễn phí nên anh chị có thể tự tin anh chị làm được rồi. Vậy tóm lại thì anh chị làm TikTok thì anh chị được gì? À, làm TikTok thì anh chị được gì? À, thực phẩm khai vị, đại tiệc thì nên làm cái gì vậy? Quần áo thì hướng dẫn sao ạ? À, Trương thì Diễm Thùy. Thay vì bây giờ mình hướng dẫn mà đeo trang sức thì mình hướng dẫn quần áo đúng không? Hôm nay mình đi chia tay với người yêu cũ, à, hôm nay mình đi chia tay với người yêu mới quen thì nên mặc bộ đồ nào? Đúng không? Cái câu đầu tiên để làm gì anh chị? Chẳng qua để thu hút người ta thôi, còn hướng dẫn mặc cái đồ gì cho nó đẹp là được. Cho mình nói tiếp gì? Nói vậy thôi, đi chia tay thì cũng phải mặc đồ đẹp cho thằng đó nó tiếc chơi. Đúng không? Ví dụ như các bạn đang cao 1m55 thì các bạn phải chọn cái áo này nè. Mặc vô mà thằng đấy nó không tiếc tụi cùi, có khi nó quay lại với mình luôn đó các bạn. À. Đúng không? Được không anh chị? Thì chẳng qua tao đang hướng dẫn là mặc cái áo của tao thôi, còn cái chuyện chia tay là tao tự bịa ra ai mà chả biết. Nhưng mà nó vui. À, anh chị phải làm như vậy chứ. Bây giờ anh chị cứ ngồi đây là chiếc áo dành cho chị em phụ nữ nha, mặc chiếc áo này vô chị em phụ nữ sẽ này sẽ đi kia là không còn hot nữa, nó không còn thu hút được người xem nữa. Bây giờ nó phải khác, nó phải là kể câu chuyện gì đó xong lòng cái sản phẩm của mình vô. Cái này thì nó cần phải học về về các chiến thuật khi làm về nội dung nữa. Ừ. Chứ còn bây giờ nói như thế không thì anh chị có hình dung được trong đầu hay không thì không biết. Không biết cái này có nghĩa là chúng ta phải hiểu được nỗi đau của khách hàng là gì, chúng ta phải đi phân tích khách hàng nữa. Từ từ bình tĩnh chúng ta học từng cái, chứ bây giờ học như này nó không vô được đâu, nó bị cắt đoạn ấy, nó cắt đoạn. Bước tiếp theo nè, tóm lại chơi TikTok thì được gì? Thứ nhất là xây dựng nhân hiệu, nhiều người biết thì vui lắm, giống như ở Nha Trang này chiều nay Hưng chạy bộ ngoài biển thôi, hello chú Hưng Râu, hello chú Hưng Râu, vui không anh chị? Bà cố do nó chào nhiều quá cho nên phải chạy nhanh chứ giờ chạy chậm nhục đúng không, đâu dám đi bộ đâu đúng không. Người ta chào nhiều nhiều quá đi bộ cái ơ ông nó đi bộ sẽ được, phải chạy đúng không chị? Chạy bộ cũng phải làm marketing đâu, chiều nay đi làm marketing biết đâu sáng người ta nhớ ở hồi hôm qua thấy ông Hưng Rau ông chạy bộ ngoài biển cho nên sáng mai ghé quán phở khô nhà ông ăn ủng hộ, thế là tự nhiên có khách ăn phở khô. Cho nên xây dựng nhân hiệu là nhiều người biết nó rất là vui anh chị nhé. Và có những cái rất là bất ngờ khi mà những người ngày xưa á, mình rất là muốn kết hợp với họ nhưng mà bây giờ thì sao ạ, họ là người đi kết hợp với mình cũng rất là vui. Tiếp theo là khi mà anh chị làm TikTok thì anh chị mở rộng được vùng kiến thức của mình. Đầu tiên là anh chị như Hưng này, không biết edit video thì trở thành một người biết edit video, không có kiến thức về làm video thì trở thành một người có kiến thức làm video, và bây giờ có đi chia sẻ được cho nhiều người khác nữa. Cho nên khi mình làm video á thì mình có rất là nhiều kiến thức, ví dụ như nói ngày xưa không có lưu loát được thì bây giờ, như giờ anh chị thấy Hưng nói lưu loát không? Hưng nói thì hình như là không có dắt luôn đấy, tại vì nói quá nhiều rồi, ngồi lòng tiếng quá trời rồi, bao nhiêu năm tháng rồi, cho nên bây giờ nói là cứ thế mà nói thôi, nói rất là nhanh nhưng mà không bắp. Rồi tiếp theo nữa là mở rộng mối quan hệ. Từ khi làm TikTok bây giờ mối quan hệ của mình rất là nhiều đúng không, bây giờ Hưng đi cả nước ở đâu cũng có mối quan hệ rất là vui, ở đâu cũng có người chào đón mình, thì đó là cái điều cực kỳ tuyệt vời. Anh chị sẽ không tưởng tượng được khi anh chị bước ra đường tự nhiên nó cứ hỏi mình, nó cứ hỏi mình, anh chị thấy sướng, tự nhiên mình về nhà mình thấy sướng, cười cười tủm tỉm một mình, đó là cảm giác đầu tiên. Sau này người ta chào hoài mình quen rồi, mình trở thành một người quá quen với họ rồi đúng không. Và cuối cùng là mình bán được hàng và kiếm được tiền. À, cuối cùng vẫn phải là việc kiếm tiền nha, cho dù xây dựng nhân hiệu như thế nào đi nữa thì anh chị vẫn vẫn đi tới con đường là kiếm tiền. Đó là lý do tại sao mà anh chị phải làm livestream và video nhá. Và cuối cái lớp học này á, chút xíu nữa Hưng sẽ tặng quà cho anh chị, Hưng có quà cho anh chị để anh chị có thể sử dụng nó áp dụng vào công việc làm video của mình nhá, phần quà giá trị cao đàng hoàng, đó là những cái ngày tháng đúc kết của Hưng gửi tặng cho anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái phần bắt đầu học, bây giờ mới bắt đầu học này. Từ nãy giờ anh chị rõ lý do tại sao mình phải làm chưa? Những anh chị lớp chuyên sâu là rõ rồi đấy, nhưng mà phải làm nha, học đi học lại anh suốt thôi đấy. Bữa nay Hưng thấy có mấy anh chị lớp chuyên sâu này học xong hỏi tại sao chưa làm, tại vì em vẫn thích học. Thế chừng nào mới thích làm? Chưa, em chưa biết nhưng mà em rất là thích học đúng không? Đấy, nhìn qua đây coi anh chị lớp chuyên sâu đâu rồi.
Sao chị Hương sao rồi? Tới đâu rồi? Bữa giờ nộp video liên tục đúng không? Bữa nay làm video đẹp hơn rồi đúng không chị Hương? Ừ. Đấy, bữa nay làm video đẹp hơn rồi, tươi hơn rồi, sáng hơn rồi. Thì phải đi từ từ không sao cả. Quan trọng là em vẫn biết chị đang làm video, vẫn tiếp tục làm. Đấy, con đường nó cứ đi thôi. Như em bảo đảm luôn là bữa nay chị đăng video lên, bạn bè chị phải khâm phục chị rồi. Đúng không? Bạn bè kêu ui tại sao Hương làm được như thế? Chắc luôn. Cả một quá trình đấy, cả một quá trình rèn luyện đấy anh chị. Em chào thầy à, chắc là mới đi du học, vẫn ít được like à. Không sao, bình tĩnh. Hà Tĩnh City à, có quà hả thầy? Đúng rồi, rất là nhiều quà, quà bất ngờ luôn. Rồi bây giờ bắt đầu học anh chị nha. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa, lấy vở chưa? Nãy giờ là anh chị biết tại sao mình phải có mặt chưa? Biết rồi thì gật gật mạnh mạnh lên nào, để tự cam kết với bản thân mình là tao biết tại sao tao phải đi làm video rồi. Biết chưa? Biết rồi đúng không? Chứ bây giờ không làm thì em nói thật anh chị là để rồi 1 tháng 2 tháng nữa anh chị tiếc lắm. Nhưng mà anh chị sẽ có cảm giác tội lỗi. Anh chị biết tại sao mình có cảm giác tội lỗi không? Tao đi học TikTok rồi, tội lỗi với chính bản thân mình đấy. Tao đi học TikTok rồi, tới giờ học mấy lớp rồi, ngoài lớp của ông Hưng tao còn học mấy lớp nữa rồi. Nhưng mà sao bây giờ tao vẫn chưa làm gì ta? Xong anh chị cảm thấy tao có lỗi với bản thân tao quá. Đúng không? Xong mới đi rủ đi uống cà phê. Bây giờ đi uống cà phê hay làm TikTok ta? Tự nhiên suy nghĩ. Đúng không? Tại vì mình đi học mà mình không làm nó nhục lắm. À thôi đi uống cà phê nó vui hơn, ra cà phê cười hè hè quên mẹ mất hết tội lỗi hết gì luôn. Xong bữa sau ờ hình như tao uống cà phê xong về tao thấy hết tội lỗi rồi, cho nên là tao vẫn đi uống cà phê bình thường mà TikTok tao vẫn chưa có gì. Ok nhá. Cho nên là bớt cảm giác tội lỗi, mình phải quen với cảm giác đây chứ. Ừ. Nhục quá à. Đúng rồi, đi học nhiều không chịu làm nhục lắm. Tự mò mà chưa ra. À tự mò mà chưa ra cứ làm đi, Hưng không biết thì hỏi. Không làm thì không thay đổi được chính mình rồi, đúng rồi. Đồ khô à, bán đồ khô à. Hay quá. Kiếm thầy khó quá à. Thầy nói em thấy nhục nha thầy. Không. Tự nhiên đâu có nói chung chung mà. Giống Hưng cảm giác ngày xưa đấy, mày đi học thì không làm nhục lắm anh chị. Hưng biết là chưa đâu, anh chị còn trải qua nhiều thứ lắm. Mới đầu là mình thấy nhục, xong rồi mình bị nhiều rào cản lắm. Nhục là rào cản của mình thôi, mình thấy nhục nhưng mà vượt qua được rào cản của mình cái đã. Xong rào cản gia đình, rào cản bạn bè nữa, nó áp lực lắm. Tự nhiên bạn bè mình nó kêu chứ dạo này sao bị đặt lên TikTok đồ, dạo này TikTok là của con nít mà bị đặt lên chơi đồ, đúng cái thằng chả ra sao. Bây giờ mà mày nghĩ sao mà mày còn lên TikTok này kia quá đúng không chị? Sao bây giờ nó làm như vậy chị? Ê mày chỉ tao làm TikTok với. Ủa chứ ngày xưa sao mày chửi tao ghê lắm mà. Thôi còn lâu tao mới chỉ, đúng không? Muốn gì sao vậy? Vô lớp học đóng tiền tôi chỉ cho, ngu gì chỉ. Ngày xưa mày chửi tao đâu, mày đâu có ngờ tới cái cảnh như ngày hôm nay. Hả? À, cái gì nữa? Lo chửi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần chính sách. Cái phần này là cái phần mà anh chị rất là quan tâm nhé. Ok, Hương sẽ chia sẻ cho anh chị về cái phần chính sách. Cái phần chính sách tại sao nó quan trọng như vậy? Tại vì là nó là cái nỗi sợ lớn nhất của anh chị. Tại vì rất nhiều anh chị hỏi là thầy ơi em làm như này được chưa? Thầy ơi em nói như này được chưa? Thầy ơi nội dung của em như này được chưa? Em có vi phạm gì không? Em nói thật là ngày nào em cũng trả lời chính sách, tại vì nó có sẵn mà anh chị không chịu đọc thôi. Chứ nó có sẵn hết rồi mà khổ lắm, gửi cho luôn vẫn không đọc. Mà thích ngồi gì anh chị? Thầy phân tích giùm em với, má gửi rồi còn bắt phân tích nữa, vừa vừa thế chứ. Sao tham thế? Ừ, quá tham luôn. Anh chị biết tại sao không? Chính sách là bắt buộc mình phải biết, mình hiểu rõ thuật toán và chính sách, chính sách thì mới chơi được. Không lấy ví dụ như này, mình hiểu rõ cuộc chơi mình chưa chắc thành công nữa, mà nếu không rõ thì chắc chắn là thất bại luôn đấy. Nên tiên quyết là phải rõ luật chơi, không vi phạm chính sách, đúng không? Giống như anh chị vô Zoom này, ngày xưa anh chị mà vô cái Zoom này á, anh chị thứ nhất là phải đúng tên, thứ hai là anh chị phải phải gì à? Phải đúng mã số anh chị mới được vô không à, thứ ba là anh chị phải bật cam, không là Hưng cho ra ngoài hết. Tại vì ngày xưa cái thời dịch bệnh là đi học rất là đông, cả ngàn người trong Zoom thì phải học rất là kỹ như vậy, chứ còn không là vô phá kinh lắm, phá nhiều lắm đấy, nó phải rõ ràng như vậy. Còn học lớp chuyên sâu á, là sao anh chị? Học lớp chuyên sâu bắt buộc phải có tên mã số thì mới được vô, luật chơi nó rõ ràng như vậy, còn không thì ra ngoài thôi. Giống như bây giờ đi ra ngoài phải đội mũ bảo hiểm mới đi xe được chứ, đúng không? Không được uống bia rượu khi mà đi xe máy hoặc là lái ô tô hoặc là lái cái gì đấy, cho nên là phải rõ luật chơi cái đã nha. Rồi chính sách là như thế này này. Ok, để xong cái phần chính sách đã rồi mình học cho nó ngon lành nha. Đầu tiên này, máy nó sẽ duyệt nhá. Đầu tiên máy nó sẽ duyệt, sau đó người nó duyệt nữa anh chị. Cho nên là hôm qua hôm kia có một bạn nhắn tin ở trong nhóm edit video 5 á, cái nhóm thì nhóm học edit,
xong rồi bả thì bả nhắn tin là TikTok shop vô thì mấy bạn trả lời chậm trễ, ảnh hưởng tới công việc của bả thì không có xin lỗi rồi. Nhưng mà có một cái là lỗi thì lỗi do mình trả lời chậm trễ, nhưng mà thứ hai là tại vì kiến thức bạn ấy chưa hiểu rõ hết cái này, chưa hiểu rõ hết chính sách này kia đấy, nên là phải đi tìm kiến thức mà học. Còn hỏi thì hỏi chừng nào được thì thôi, chứ chưa hỏi gì mới có một cái mà lên trần trần. Nhưng mà không sao cả, lỗi là lỗi do mình thì mình chịu thôi, mình trả lời hơi chậm chút ảnh hưởng tới người ta. Cho nên là đầu tiên là máy nó sẽ quét AI anh chị, nó là trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như bạn ấy hỏi re-up ấy, thì Hưng nói thật anh chị này, đừng bây giờ re-up nha anh chị, nhớ đầu tiên là đừng bây giờ re-up. Bây giờ cái kênh nào mà re-up là nó bóp hết, tại vì anh chị có làm đi chăng nữa máy nó quét không ra thì người nó vẫn biết được, người của TikTok nó ngồi nó coi kênh của anh chị đấy, cái video nào có nghi ngờ là nó bay ngay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai này, anh chị đừng có cam kết, đừng có khẳng định, đừng có nói quá, đừng có siêu cái này siêu cái kia, cái này siêu tốt, cái này siêu cái này đẹp quá, cái này là tuyệt vời luôn, cái này có nghĩa là đừng có nói quá lên. Ở TikTok là không được nói quá, mà thật sự như là Hưng nói thiệt với anh chị, ghi câu này vô cũng được nè, bán hàng là có sao nói vậy, nhớ giùm Hưng với đừng có nói quá. Hiện tượng bây giờ là rất là nói quá, sản phẩm này là siêu hot luôn nha anh chị nha, siêu đẹp luôn, nó không còn đúng nữa đâu. Bây giờ người tiêu dùng họ thông minh lắm, tại vì mạng xã hội nó quá là tiếp cận dễ dàng để họ thông minh, chứ không phải như ngày xưa cứ siêu hot siêu này siêu kia xong rồi cam kết 100% là thua. Nhớ cái chỗ này làm video, cho nên anh chị làm video xong những cái này nó không có báo báo vi phạm, nhưng mà anh chị không có lượt xem, có nghĩa là anh chị làm video nhà lên anh chị không có lượt xem, nhưng mà nó không có báo cáo vi phạm. Vi phạm trừ khi là video nào bạo lực, hoặc là video nào máu me, hoặc là video nào có hành động man rợn thì nó mới báo. Còn ví dụ như mình nói là cái này là chắc chắn là uống vô là hết bệnh nha, là chết luôn. Nó càng làm cái này thì càng tốt hơn là cũng không được. Cho nên anh chị nhớ là mình không nói quá lên, có sao nói vậy, nhưng mà anh chị cứ tin Hưng đi, có sao nói vậy, giống như Hưng chia sẻ cho video của anh chị vậy đấy. Hưng có sao Hưng nói vậy, Hưng làm được cái gì Hưng chia sẻ cái đấy, Hưng biết cái gì thì nói, kể cả Hưng nói chuyện với học viên của Hưng cũng vậy thôi, mình biết cái gì thì mình nói, không biết thì mình đi hỏi người khác, chứ bất mới nói quá lên làm gì, đúng không? Không nói quá anh chị nhớ nha, không cam kết, không khẳng định, không nói quá, đừng nói cái của tôi là siêu hot, cái này là siêu ngon, cái từ siêu thôi đã thua rồi, và nó không có báo cáo cho anh chị, cho nên là video anh chị kêu ủa sao đăng lên không có ai xem, đăng lên có mấy lượt xem, đăng lên không ai comment, tại vì anh chị đang nói một cách nó quá lên. Bây giờ như này này, chị Trương Thị Thanh Nhàn ơi, mình đang học về chính sách, chị học chính sách giùm em mới, chị đừng có hỏi nữa là thực phẩm khai vị làm như thế nào và đừng có spam như vậy, tại vì em không trả lời đâu, tại vì mình đang học chính sách thì chị cứ rõ về chính sách cái đã, rồi sau đó mình sẽ học tới những cái tiếp theo. Chị phải yên tâm về cái chính sách cái đã, tại vì Hưng đang chỉ cho các anh chị từng bước đi, quy trình đi, chút xíu Hưng sẽ vẽ ra cho anh chị xem, mình cứ từng bước mình nắm hết chính sách đi. Bây giờ Hưng chỉ cho anh chị một cái mà bữa sau anh chị không biết chính sách về, anh chị cứ nói thực phẩm khai vị nha em là bảo đảm siêu ngon luôn, nhìn là siêu cuốn hút nha anh chị nha, nhìn là rất là đẹp mắt luôn nha, là thua rồi. Em cam kết 100% đây là sản phẩm sạch nha, lại chết nữa. Cái đấy là không được nói. Đúng không? Ừ, đúng rồi, cái gì mà nói, cái gì mà anh chị nói quá lên thì không được đâu. Nói chung là đừng nói quá, ok nha. Rồi, đừng nói quá. Đầu tiên là mình đừng nói quá một cái sản phẩm của mình lên, có sao nói vậy. Anh chị cứ chia sẻ thật, có sao nói vậy. Có sao nói vậy, nhớ giùm Hưng cái câu đó. Và cuộc sống của mình như thế nào thì lên trên mạng xã hội như vậy. Chứ trên mạng xã hội đó là lý do mà kêu đừng có tin mạng xã hội quá là như vậy đấy. Thường là nó không có đúng với sự thật nhiều lắm. Nhưng cái chuyện mà đi review ăn uống Hưng rất là ngại, tại vì ăn uống là cảm nhận của mỗi người. Ví dụ như Hưng uống cái bia đó Hưng thấy ngon, nhưng mà nhiều người khác uống không thấy ngon thì người ta chê. Nhưng mà cũng tội tội cái ông chủ quán đúng không? Tại vì mỗi người nó có một cái trải nghiệm khác nhau, mỗi người có khẩu vị khác nhau, mỗi người có thích sở thích khác nhau mà. Rồi tiếp tục nè. Cái này là những cái thực chiến đó Hưng chia sẻ cho anh chị học viên Hưng họ bị đấy. Anh Hải đây cũng bị này, có video không có người xem đấy, anh nói là trị cái này trị cái kia đâu có được đâu, trị ung thư rồi trị cái tiểu đường đấy không có được. Đúng không? Không được, nói như vậy là không được, anh cũng bị rồi chứ không phải không bị đâu chị. Rồi tiếp theo nè, trong nội dung thì không được, trong được dung nội dung thì không nên kêu gọi qua các nền tảng khác, đừng có kêu gọi qua các nền tảng khác. Ví dụ như anh chị nói là các bạn có thể qua Facebook của mình hay là qua Zalo của mình, hoặc là các bạn có thể tới địa chỉ này để các bạn mua đồ cũng không được luôn, không được kêu gọi đi đâu hết. Nhưng mà hiện tại thì thằng TikTok nó có một cái phần ghi danh, nó có một cái phần ghi danh anh chị, cái phần ghi danh á anh chị giống như Hưng làm anh chị ghi danh xong anh chị được vô đây này, thì cái phần ghi danh thì chúng ta được kêu gọi vô cái phần ghi danh, và trong cái phần ghi danh họ sẽ để lại thông tin số điện thoại, số điện thoại này, tên,
và nơi ở thì anh chị có thể liên hệ với họ số điện thoại nhé. Cái phần đấy nhất định phải biết, cái phần đấy nhất định phải biết, anh chị sẽ có rất là nhiều khách từ từ cái phần đấy đấy. Ở trên video của Hưng có hướng dẫn cho anh chị làm, ở trên video của Hưng có hướng dẫn cho anh chị làm nhé. Ở trên video của Hưng có hướng dẫn cho anh chị làm cái tính năng về ghi danh hoặc là nhận báo giá đấy. Rồi tiếp theo này, rồi tiếp theo là mỹ phẩm hay các mặt hàng vật lý ấy, thì không nên kêu gọi mua. Mỹ phẩm hay là các mặt hàng và vật lý như là không nên, như là đồ gia dụng thì không nên kêu gọi mua, mà nên chia sẻ review trải nghiệm chân thật. Ví dụ như mình đã trải nghiệm sản phẩm nó chân thật như thế nào thì mình nói chân thật, chứ không phải là cầm cái ống kem lên kêu kem nhà em tốt lắm, hoặc là quần áo nhà em tốt lắm này kia, không có. Anh chị cứ trả lời thật thôi, mình mặc cái này vô mình cảm như nào, nó mịn nó màng, hoặc là mình sử dụng kem này nó như thế nào, qua bao nhiêu ngày tháng như thế nào thì người ta tin. Tại vì cái câu chuyện của anh chị người ta tin, người ta mới mua. Chỉ cần một câu chuyện, một video mà lên thôi anh chị bán được rất là nhiều hàng. Chứ đừng cố gắng mà cầm sản phẩm mình nói nó tốt nữa, đừng chung vào sản phẩm nữa, nên review. Trong cái lớp chuyên sâu Hương có chia sẻ cho anh chị biết và hiểu là tại sao phải đi review, tại sao Hương phải chọn cái ngách review đó anh chị. Mình đừng, mình kêu gọi bất động sản thì càng phải kêu gọi nữa, để lại thông tin để tư vấn, để lại trong phần ghi danh ấy. Cái nào mà chả kêu gọi, cái nào cũng phải kêu gọi đấy. Bán nem chả dưới đây cũng kêu gọi nè, cô em nem chả đây. Chính sách này thì không bao gồm live nha, chính sách live stream nó khác. Chính sách live stream thì nó khác, nó cũng gần giống thôi. Rồi tiếp theo nữa anh chị, không được để số điện thoại cũng như là thông tin cá nhân của mình ở trên video. Cái này thì nhớ nha, không được để số điện thoại. Số điện thoại thì không được để bất cứ ở đâu hết đấy, chỉ có được nhắn tin số điện thoại thôi. Nhưng mà nhờ vào cái phần ghi danh cho nên là mình lấy số điện thoại của khách hàng được. Còn số điện thoại của mình thì mình chuyển qua tài khoản doanh nghiệp, xong mình có cái nút gọi đấy, mình nên để cái nút gọi. Chút xíu nữa Hưng show kênh cho anh chị xem. Bây giờ anh chị cứ ghi vô đi nhé, đừng để số điện thoại ở bất kỳ đâu, hoặc là các thông tin cá nhân của mình, ví dụ như chứng minh nhân dân và tài khoản ngân hàng đấy, hoặc là căn cước công dân, hoặc là sổ đỏ. Thì sổ đỏ thì đừng có quay chúng cái huy hiệu lên, đừng quay chúng cái huy hiệu lên nhé. Rồi không được chia sẻ các voucher giảm giá, không nên chia sẻ các voucher giảm giá ở trong video, ở trong ở đúng rồi, không được xuất hiện các voucher giảm giá ở trên video. Để thông tin lên content được không thầy, là như nào? Mặt hàng em bé thì review có thể đưa hình ảnh em bé vào video được không? Video hoặc live stream được không ạ? Được, hình ảnh thì không sao, nhưng mà em bé thì phải có người lớn. Cái vụ điện thoại em bị nè, à đúng rồi. Thực tế anh em bán giảm cân thì nói sao vậy anh? Logo thì được không? Logo thì không sao nhé. Bây giờ như này này, cái logo của anh chị á, anh chị đừng có cố tình mà mình quay sát vô cái logo của mình nha. Ví dụ như cái chai nước này này, anh chị đừng cố gắng mà dí cái điện thoại vô cái logo này thì nó người hiểu mình là đang cố tình quảng cáo cho cái này, còn không sao thì bị. Còn ví dụ như mình cầm cái hộp này mình quay bình thường như này thì không sao đâu, không sao hết nha. Mình đừng có cố tình là được. Rượu thì làm sao hả thầy? Rượu thì mình không quay cái cảnh mà mình không, thứ nhất là mình không không kêu gọi uống rượu, thứ hai là mình đừng quay cái cảnh mà bia rượu á, là không được quay hai người cùng nhau. Mà một người uống thì không sao, ví dụ như mình rót rượu ra một mình uống thì không sao, mình rót bia ra một mình uống thì không sao, còn mình quay hai người trở lên là nó bị vi phạm. Không để số điện thoại lên video, người ta copy video của mình thì sao ạ? Thì mình để cái logo của mình để thông tin gì đây? Cái chuyện ăn cắp thì bình thường mà nha, cái chuyện ăn cắp thì bình thường, người ta muốn ăn cắp thì người ta ăn cắp thôi. Em làm sản phẩm hạt dược. Ôi anh chị đừng có hỏi về sản phẩm của anh chị, nên đăng wifi hay 4G, đăng cái nào cũng được. Anh chị đang học về chính sách thì hỏi về chính sách đi. Dạ ghi danh là sao ạ? Ghi danh là ở trong video của Hưng có, anh chị lên kênh của Hưng coi nhé. Anh chị cái phần ghi danh đấy bắt buộc phải làm ấy. Em quay video xử hạt cứ bị vi phạm, không phải là quay video xử hạt bị vi phạm, mà mình quay cái gì đó nó bị vi phạm. Một chứng minh nhân dân thì một TikTok Shop thôi nhé. Ok. Rồi không được xuất hiện các voucher giảm giá nha, tới việc mua hàng. Rồi không nên chia sẻ các loại bệnh.
Nếu mà anh chị có nói về sức khỏe thì đừng nói sâu về các loại bệnh, ví dụ như là trị ung thư, là trị cái này trị cái kia là không được. Với lại đưa một số thông tin gây hiểu nhầm, nếu bạn uống cái này, nếu bạn uống cái kia thì tốt cho sức khỏe này kia thì không được. Rồi không nên xóa video mà chỉ nên ẩn thôi, đừng có xóa mà chỉ nên ẩn thôi. Để số điện thoại và địa chỉ ở phần ghi danh được. Được. Lấy sản phẩm trên mạng quay được không? Bây giờ chúng ta đang có không có học phần quay, về phần quay video chút xíu nữa chúng ta mới học. Chút xíu nữa chúng ta mới học phần quay video. Học lớp hơn học hơi trễ đấy, anh chị phải kiên trì học, thử thách cho anh chị đi, thử thách học trễ được là tính tiếp. Học chút xíu nữa mình mới học cách quay video, Hưng sẽ chỉ cho chị cách ngồi quay như thế nào, rồi cách đứng quay như thế nào, rồi tất cả các loại quay. Bây giờ học chính sách cái đã. Rồi tiếp tục nha, là không không xóa mà chỉ ẩn video thôi, rồi không nên re-up video nãy nói rồi đúng không? Rồi không nên quay một số bộ phận sinh dục của vật nuôi. Rồi không nên quay đồ tắm, đồ bơi. Đồ tắm, đồ bơi thì phải có ở hồ bơi, còn không không nên mặc đồ sexy quá. Nếu mà không có phải là phòng gym thì không được mặc đồ gym đâu anh chị. Còn không phải có hồ bơi, không có cố biển thì không được mặc bikini đâu. Rồi không nên cùng bia rượu nha. Không nên nói từ thuốc lá luôn. Nói từ thuốc lá livestream mà nói cái từ thuốc lá là lọt luôn, rớt luôn. Đang livestream nói cái từ thuốc lá một cái là cái ten rồi bay livestream luôn. Kinh như thế. Live bị vi phạm có phục hồi được không thầy? Live bị vi phạm thì mình live tiếp thôi, kệ nó. Hưng vẫn bị vi phạm bình thường thì hôm sau nó bóp một chút xong mình cứ live tiếp thôi. Quay cảnh thịt gà được không thầy? Quay cảnh thịt gà thì không nên là dùng dao kéo hoặc là dùng cái gì mà tác động vô con gà. Chúng ta chỉ quay cái cảnh lúc con gà còn sống và chúng ta quay cái cảnh con gà đã sạch sẽ. Chúng ta thì người ta tự biết là làm gà như thế nào rồi, đâu cần phải quay tận tình làm gì, đúng không? Không quay cảnh máu me. Nghi vô luôn anh chị, không quay cảnh máu me. Trời ơi thầy ơi, cho em hỏi clip em bị mất ít mắt xem là lý do gì? Ông nội ai biết, phải đưa video cho Hưng coi chứ. Hỏi không có, anh chị hỏi nó phải có một cái gọi là cái thông tin cụ thể Hưng mới biết được. Quay cảnh súng giả có được không thầy? Không được luôn. Quay cảnh vật lông có sao không thầy? Không nên luôn. Quay kéo cái dao máu máu là không được. Mình bán dao kéo thì có quay sản phẩm được không thầy? Được. Có nghĩa là cái dao với cái kéo ấy, anh chị đừng có dùng cái dao cái kéo mà mình làm. Có nghĩa là cái hành vi mà cầm dao mà chặt nhau là không được. Hành vi cầm cầm dao mà cắt cái này cắt cái kia là không được. Ví dụ như cắt hành lá, cắt này cắt kia thì được. Nhưng mà ảnh hưởng tới ví dụ như giết mổ là không được. Chứng minh cũ thì không đăng được TikTok shop mới nha. Mong thầy giúp đỡ học sinh qua mùa này. Ok. Rồi. Anh chị vẫn chưa hiểu cách học nha. Chúng ta học thì chúng ta sẽ hỏi về những cái vấn đề mà Hưng đang dạy thôi. Anh chị hỏi lan man như thế nó chả giải quyết được cái gì cho anh chị đâu. Cái anh chị đang cần học là cái chính sách này này. Rồi tiếp tục nè anh chị ơi. Tiếp tục là không được nói về tôn giáo giới tính nha, nhất là không phân biệt được nam nữ nha. Anh chị đừng có phân biệt nam nữ là không được. Giới tính là không được, tôn giáo là không được. Ví dụ như anh chị quay, anh chị đi chùa thì anh chị cứ quay thôi. Anh chị đừng có nói là các bạn đến chùa là không được nha, đừng có kêu gọi đến chùa là không được. Vui lắm cái bà cái bà đi chùa xong thì bà vô tình thì bà nói thì ở chùa nó đẹp lắm, các bạn cứ đến là không được nha, video không ai xem luôn. Rồi không được xuất hiện vũ khí nè, chất gây nghiện nè, như là bóng cười si sa rồi đấy, cũng không được luôn. Anh chị cứ coi trên TikTok có bao giờ cái những hình ảnh nó xuất hiện đâu, chỉ có trên Facebook thôi. Rồi những một số ngành nghề khác thì anh chị không được nói về về nâng mông bơm ngực nè. Quay video bất động sản mình không để số điện thoại mà tạo logo nhận diện thương hiệu riêng cho người khác copy thì có bị báo tương tác không? Em nói thật là như này này, anh quay video bất động sản có cái mặt ở trong đó đấy, kể cha nó copy cũng được, nó copy của anh ấy, nó đăng lên ấy thì cũng chả sao, anh báo cáo. Nhưng mà riêng về cái mặt của mình thì mình chả sợ, trừ khi là người ta làm cái gì nó phi pháp thôi, nhưng mà mình có thể báo cáo được. Chứ còn cố tình mình đưa cái logo cái lên thì đăng đăng lên Facebook được, đăng lên các nền tảng khác được, nhưng mà TikTok thì em thấy nó chưa có, nó bóp đấy. Ok nhé. Rồi anh chị vẫn đang hỏi lan man lắm cơ. Rồi cấm cho tặng trên TikTok nha, không cho không tặng gì hết. Anh chị mà cho tặng nó hiểu là anh chị đang câu view đấy.
Video dưới 1 phút thì thường là không bị đánh bản quyền nhạc nha, nhưng mà ở trong phần cấp kích nó có cái chỗ là gì anh chị, ở trong phần cấp kích nó có một cái chỗ là yêu cầu kiểm tra bản quyền đấy. Anh chị làm video xong anh chị bấm vô đấy thì cái bài nhạc nào được có bản quyền thì nó kiểm tra cho mình luôn. Ok rồi, cái này quan trọng nè, anh chị đừng có quay đi ngoài đường nha. Quay video nói từ thiếng, nói chung là không nên nha. Tôn giáo không được nhưng chia sẻ cách tu tập và chia sẻ về đạo Phật thì sao? Không được luôn nha. Không phải là không được nói chữ tuyệt vời, chúng ta có thể nói chữ tuyệt vời nhưng mà chúng ta đừng có làm quá lên là được. Anh chị đừng có quay cái người đi ngoài đường, ví dụ như có người mà đi dưới lòng đường á, bởi chứ không không biết không quay cái người đi dưới lòng đường thôi thì nó không có lên được anh chị. Nó nguy hiểm ấy, nó nguy hiểm. Người mà đi dưới lòng đường là nguy hiểm cho nên là bị vi phạm ngay. Rồi nam thì không nên quay cởi trần nha, nam mà quay cởi trần thì không được đâu. Rồi nữ thì không được quay hở rốn này, không được quay cái mông này. Trời ơi, những cái này không, nói thật anh chị là đúc kết bao nhiêu ngày tháng rồi ghi lại. Anh chị mà không ghi thì anh chị mất rất là nhiều tiền đấy. Cái này anh chị đang miễn phí nhưng mà những cái kiến thức miễn phí này phải tổng kết lại của rất nhiều học viên. Trời ơi, anh chị bỏ thời gian anh chị ngồi nghe thì mình ghi lại chứ ngày mai mình có nhớ đâu, vì làm sai hết. Sau này anh chị làm anh chị mới thấy quý giá những cái này, là anh chị thành công rồi anh chị mới thấy quý. Bảo đảm luôn, tối nay mà anh chị không ghi cái gì học tập anh chị thấy hay quá anh chị thấy tiếc. Mà nên ghi bài, nên ghi bài để cho con mình nó đang ngồi xung quanh nó thấy mẹ vẫn học rất là ngon, ba vẫn học rất là ngon, mặc dù tao là bố mày nhưng mà tao vẫn còn học với con. Thế nó mới kinh chứ đúng không? Bây giờ mình ngồi mình học mà mình không ghi, nó cũng không ghi. Clip em có một mình em bé lên, không sao đâu nha, không sao, bình thường. Một mình em bé vẫn bình thường nhưng mà có nghĩa là cái kênh đấy có kênh của mẹ. À, lâu lâu có em bé chứ không phải là kênh mà quay cho em bé không thì khó. Có nghĩa là cái kênh đó là kênh của mình nhưng mà đó là con của mình thì không sao. Còn đừng có quay cảnh mà em bé khóc hoặc là mình đang làm gì đó em bé thì không được. Rồi không được quay hở rúng nha, rồi tiếp tục là không được dính mã QR code. Cái này là nhiều người bị nè. Không được dính mã QR code. Rồi vừa lái ô tô thì không được nha, vừa lái ô tô thì phải thắt dây an toàn và lái hai tay. Nếu anh chị đang lái ô tô thì nên thắt dây an toàn và lái hai tay thì anh chị mới quay được. Còn nếu mà livestream thì cấm luôn, không được ngồi chỉ livestream trên ô tô luôn. Ghi quá trời rồi thầy à, tuyệt vời. À không được nói về rượu luôn đấy. Không được khuyến khích uống rượu mà. Nó không khuyến khích uống rượu bia luôn ấy. Cho nên anh chị thấy cái video mà Hưng đi review bia á, Hưng chả nói cái từ bia nào trong video luôn, anh chị coi thôi. Không có một cái từ bia nào trong video mặc dù đi review bia. Chỉ có uống thôi mà, đồ uống, đồ uống, đồ uống thôi. Ăn thịt chó được không thầy? Được chứ sao đâu. Nói chữ cà phê được không thầy? Được mà. Ủa sao mấy cái này bình thường mà. Ở cuối clip em có nhờ cho một follow có tính vi phạm không thầy? Có. Đừng có kêu gọi người ta follow và bỏ luôn cái đoạn đấy đi. Thì thật sự là như này này, video của mình hay thì người ta tự follow, không cần phải kêu gọi cái kiểu đấy. Nhưng mà kêu gọi cái kiểu của Hưng là gì? Nếu mà các bạn cần gì thì nói mình giúp cho. Đấy, đấy là một cái kêu gọi nó hay. Nói chữ chửi với từ tán được không thầy? Được. Nhưng mà đừng có nói đích danh ai là được. Hoặc là mình chửi là chửi bà nội cha mày thì không sao, hiểu không ạ? Nhưng mà mình chửi bà nội cha cái thằng nào đó thì vi phạm ấy. Tăng cân và giảm cân thì nên tránh tránh bớt, đừng có nói nhiều hai cái từ đấy. Đúng không? Ở đây thì cũng có một số anh chị làm ngành nghề như anh Phụng làm bất động sản này, anh Thủy làm điện nước này, anh Quang Khải làm thời trang này, anh Giang Trần thì làm gì? Một số anh chị biết. Ủa sao mặt trời S kia là có một người học à? Ủa. Ai học đây? Sao có một đứa nhỏ học cái này? Con học à? À giáo viên. Anh Nguyễn Hà làm giáo viên. Hà An bán trà sữa. iPhone của Tẹt. Rồi Tẹt đang nói chuyện riêng. Kim Hiền làm đẹp. Đấy. Hoa Trần là đồ khô. À, đồ khô là đang hot này. Đồ khô với lại nông sản là đang năm nay được ưu tiên này, bán mạnh đi này. Đấy. Ai nữa? Có ngành nghề gì đây? Cái gì mà liên quan tới nông sản là bán mạnh. Ở phía sau này thì
Hưng không biết anh chị đang làm gì, ngành nghề gì. Rất là nhiều người nhưng mà không để tên. Tên thì không có. À, Nguyễn Thùy dược sĩ may mặc. Đấy, cũng khá là nhiều ngành nghề khác nhau đúng không? Cũng khá là nhiều người, dáng ngồi khác nhau, kiểu ngồi khác nhau, kiểu nằm khác nhau, kiểu học khác nhau. À, mỗi người nó có một kiểu như vậy đấy, là hay. Nhưng mà anh chị yên tâm đi, những anh chị mà học lớp chuyên sâu với Hưng á, là tự nhiên vô ngồi nó đẹp hết. Tại vì lúc sau à, lúc đó anh chị biết cách ngồi rồi. Tại vì ngồi như vậy quay video nó mới đẹp. Bản thân mình nó phát triển một đỉnh cao luôn. Anh chị chỉ cần học xong anh chị quay video là đẹp luôn rồi. À, mình quay video mình đẹp, mình quay video có cần phải làm video gì kinh khủng không? Mình quay cho con mình thôi là được rồi. Mình quay video cho con mình đây. Mình quay video lưu lại kỷ niệm cho nó là được rồi. Ok nhá, xong phần chính sách. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo. Đâu có gì chính sách không? Làm nút kêu gọi follow không được hả thầy? Ừ, không nên, em bán mực tẩm Nha Trang. Em bán mực tẩm Nha Trang là Lai Nguyễn à. Lai Nguyễn liên hệ ngay này, anh ở Nha Trang này. Hưng đang có một cái shop hải sản ở Nha Trang này. Anh chị mà đi du lịch Nha Trang á, thì tới cái shop hải sản của Hưng mua đồ ủng hộ này. Thầy nói giúp em về thêm quay hình mình bé với em lập nick tên của con và chỉ up toàn bộ một bé. Có video hơn 100.000 view ạ. À? Cái này á, thì ngày xưa là nó cấm quay trẻ em, còn hiện tại bây giờ thì Hưng không biết là như thế nào. Đấy là Hưng chia sẻ thật đấy. Có một học viên của Hưng thì vẫn quay về em bé thì nó vẫn lên. Thì nếu mà đang lên thì em vẫn cứ làm bình thường. Nhớ là đừng có quay những cái ảnh em bé khóc hay là gì được. Dễ thương thì vẫn được. Trầm Hương. Trầm Hương thì nói bình thường. Hưng có ông Tuấn Trầm Hương đấy, ông Đoan Trầm Hương là ông Tuấn Trầm Hương ở đấy. À, khi nào anh cần dịch vụ lấy máu xét nghiệm tại nhà thì alo em à? Là sao? Em ở Nha Trang à? Kêu gọi hành động là không được nha. Quay cảnh bé 12 tuổi hát karaoke người lớn. Bài người lớn hát được không thầy? Nên có người lớn ngồi chung thì được. Tối nay có lộ trình xây dựng kênh không thầy? Học từ từ anh chị ơi. Quay cảnh có được không thầy? Quay cái cảnh được không thầy? Hôm nào ra bè chơi nha thầy. Ok. Em đang làm video hài hước. Ok. Rồi tiếp theo anh chị nha. Anh chị cứ làm thoải mái đi. Còn các chính sách vừa rồi thì anh chị né ra. Được không? Rồi. Bây giờ mình tới cơ chế phân bổ lượt view này như thế này này. Để anh chị khỏi phải lo này. Cái cơ chế phân bổ lượt view của phần TikTok như thế này này. Nhá. Cái cơ chế của nó là như thế này này. Mình hiểu về TikTok một tí đi đã. Rồi nó có cơ chế phân bố, những cơ chế phân bổ là như thế này này. Cái không phải là cái tài khoản nhiều follow á, dụ như cái tài khoản nào mà nhiều follow á chị, không phải là cái tài khoản nào nhiều follow là đăng lên là có nhiều người xem đâu nha, mà nó phụ thuộc rất là nhiều vào nội dung của anh chị. Anh chị nhớ nó ưu tiên là phát triển sự sáng tạo, cho nên cái follow này nó đến từ từ sáng tạo, cho nên mình phải làm liên tục, mình phải sáng tạo liên tục anh chị à, mình phải sáng tạo liên tục thì mới có, chứ còn cái lượng follow này nó đến từ 1-2% thôi. Cái người mà follow anh chị á từ 1-2% đưa qua đây thôi à, còn chủ yếu là đến từ xu hướng, là chủ yếu là đến từ xu hướng, cho nên chúng ta cần phải gì anh chị, cái này là những người follow, còn cái này là xu hướng, nó ghi có khi nó ghi xu hướng là 98% là như này 98% người đến xu hướng, cho nên video của mình là phải làm gì, à, sáng tạo liên tục sáng tạo, và mỗi clip là một cá thể riêng biệt, nó không liên quan đến clip trước đâu, cho nên là phải làm gì anh chị, à, làm cho chỉnh chu. À, để tăng follow lên ấy, thì anh chị phải làm cho chỉnh chu. Nhớ cái từ chỉnh chu giùm Hưng với. Bên TikTok cần phải làm chỉnh chu. Bây giờ anh thấy những video tào lao ngày xưa không còn nhiều người xem mà nó bỏ hết. Phải làm chỉnh chu, đừng có làm cho có. Nếu anh chị vẫn còn làm cho có thì không được đâu. Thời gian đầu anh chị làm thì còn chấp nhận được. Nhưng mà những người giống như là những anh như anh Hải này, lớp chuyên sâu là mà làm cho có thì không được. Thì mình chấp nhận thôi, mình mất tiền mà, mình học rồi mình phải làm cho đàng hoàng. Nhá. Mình làm cho đàng hoàng. Còn cái quy trình xây kênh là như thế này. Đây, cơ chế phân bổ của nó là như thế đơn giản thôi. Những cái người mà đến từ follow của mình, coi video của mình nó thì có 1-2% thôi. Còn lại là hầu hết đến từ xu hướng là 98%. Cho nên để mà video của anh chị á, cái cơ chế phân bổ follow của nó để mà nhiều follow á, thì anh chị đầu tiên là phải sáng tạo về nội dung thì chúng ta phải học này. Thứ hai là video của mình phải chỉnh chu, quay video phải chỉnh chu, thì cái này mình học một chút xíu nữa mình sẽ học về quay video chỉnh chu. Hương sẽ hướng dẫn cho anh chị cách quay video chỉnh chu. Rồi, ok chưa? Cái chế phân bổ chỉ có thế thôi, chứ anh chị đừng có sợ gì đấy, không có gì phải sợ cả. Cứ sáng tạo mình luôn, làm thoải mái là một thời gian nó nâng cao cái kỹ năng của mình lên đã. Rồi quy trình xây dựng kênh là như thế này, vẽ ra cho anh chị khỏi phải thắc mắc nữa này. Cái quy trình xây dựng kênh nó có các bước như thế này này. Đầu tiên á,
Đầu tiên là mình phải biết quay này, biết quay cái đã, xong biết dựng này, đúng không? Đầu tiên là phải biết quay và dựng video cái đã, cái đây là cái kỹ năng mà anh chị học được. Hưng có một câu dành cho anh chị này, các kỹ năng mình đều có thể học được. Cho nên cái edit video anh chị phải bỏ ra tầm cỡ 3 ngày là anh chị phải giỏi cái cắt kết rồi. 3 ngày là mình phải làm xong cắt kết rồi, mình phải hiểu được cách chơi cắt kết rồi. Nếu mà không làm được thì lên trên kênh YouTube của ông Hưng Huỳnh, vô đấy ngồi coi ông chỉ cho cách làm cắt kết. Sau đó biết làm cắt kết rồi á thì làm gì ạ? À thì mình biết quay dựng rồi, tại vì quay dựng nó phải có tiêu chuẩn của nó. Chút xíu nữa Hưng sẽ chỉ cho anh chị tiêu chuẩn quay dựng là như thế nào. Có show kênh anh Hải từ trước tới giờ cho anh chị coi. Nhưng mà sau khi biết quay dựng rồi á thì mình phải định vị kênh mình là ai, đúng không? Kênh mình là ai? Ví dụ như Hưng định vị kênh của mình là review. Kênh để định vị được kênh mình á thì mình phải coi mình có những cái kỹ năng gì. Đấy, cái này phải đi sâu hơn để cho anh chị biết để mình làm nên khỏi xa này. Định vị mình có kỹ năng gì? Ví dụ như Hưng có kỹ năng gì? Nói. Kỹ năng về gì? Làm nhiều về ẩm thực, Hưng đi làm review. Và Hưng định vị mình là số 1 luôn. Rồi, tiếp theo là khách hàng của bạn là ai này? Khách hàng của bạn là ai? Sau khi mình biết mình là ai rồi thì mình phải biết khách hàng mình phục vụ là ai cái đã. Nếu mà không có khách hàng cho nên là anh chị không làm review, tại vì sau phần khách hàng này á thì mình mới lên được cái phần gì? Xây dựng. Xây dựng nội dung. Xây dựng nội dung hay gọi là chủ đề đấy chị, xây dựng nội dung. Có nghĩa là từ khách hàng này nè, mình mới biết được là à khách hàng này là ai và họ thích xem cái nội dung gì. Cho nên bây giờ anh chị hỏi là em làm đồ khai vị, em làm quần áo, em làm cái gì không quan trọng. Quan trọng là anh chị biết khách hàng của mình là ai chưa? Đúng không? Ví dụ như bây giờ anh chị làm đồ cắt tóc đi, anh chị có biết là khách hàng của mình là ai chưa? Khách hàng của mình là nam hay là nữ, bao nhiêu tuổi, họ thích cái gì, họ thích chơi bộ môn gì, họ thích ăn cái gì, họ, anh chị biết chưa? Đúng không? Nếu anh chị không biết được khách hàng của mình là ai thì không bao giờ có nội dung phù hợp với họ được. Cho nên là anh chị sẽ không có được những cái chủ đề ở đây nếu anh chị làm sai cái bước khách hàng. Đúng không? Rồi tiếp theo là gì nữa? Sau khi xây dựng nội dung xong rồi thì anh chị phải làm được cái bước là how to. Bắt vô làm how to có nghĩa là gì? Là chủ đề như thế nào? Chủ đề à, tiêu đề. Tiêu đề phải làm như thế nào? Tiêu đề làm như thế nào? Sau đó nội dung, xây dựng nội dung như thế nào? Nội dung của video như thế nào? Công thức làm kịch bản nội dung, lên kịch bản như thế nào? Lên ý tưởng như thế nào? Đúng không? Rồi sau đó mình đăng thôi. Đấy. Thì nó là cả là một cái lộ trình dài như này này. Ngày xưa Hưng định vị xong. Rồi sau Hưng có kỹ năng gì? Sau đó Hưng biết được khách hàng của mình là ai? Ví dụ như khách hàng của Hưng là ai ạ? Vẽ ra thôi. Thứ nhất là những người địa phương thì họ có sở thích gì? Những người địa phương là những người làm công sở, tại vì với cái giá đó thì định vị là họ là người công sở, những người làm cơ quan nhà nước, đúng không ạ? Đấy, họ sở thích gì? Họ thích chơi thể thao, họ thích ăn, họ thích ẩm thực, rồi những người thích du lịch, khám phá, đúng không? Mình viết hết sở thích, thu nhập, ngành nghề họ đang làm là gì? Làm ngân hàng, làm cơ quan nhà nước, thu nhập từ 8 tới 10 triệu, ví dụ như vậy. Đấy, mình phải xây dựng lên khách hàng của mình lại, sau đó đưa nội dung cho phù hợp với lại nhóm đối tượng khách hàng đó. Họ thích xem cái gì? Ví dụ như khách hàng mà đi du lịch Nha Trang thì họ thích xem gì? Họ thích xem ăn hải sản ở đâu, mua hải sản ở đâu, đem về đặc sản Nha Trang là cái gì? Thì đó là lý do Hưng quay những video đó đó anh chị. Tiếp theo nữa là Hưng sẽ lấy những cái chủ đề này làm sao để thu hút. Có nghĩa là cái câu nói gì, cái hình ảnh gì để thu hút khách hàng ngay những giây đầu tiên. Ngay những giây đầu tiên. Chút xíu Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị cái chỗ này. Ngay những giây đầu tiên làm sao mà anh chị thu hút được khách hàng nhá, ngay những giây đầu tiên. Ok chưa? Rồi sau đó mình sẽ đăng lên đâu? Đăng lên nhiều nền tảng như thế nào? Ok nhá. Thì đây là cái lộ trình để chị làm. Anh chị viết vô đi để mình đi tìm từ từ. Đây là những từ khóa này. Làm như thế nào để xác định được, định hướng được kênh của mình? Anh chị viết xong anh chị về anh chị đi tìm ở trên YouTube nó có hết mà. Làm như thế nào để biết được khách hàng của mình là ai? Đúng không? À, hay quá thầy ơi à. À, cảm ơn bạn rất là nhiều. Hướng dẫn xem cấp kết ở đâu thầy? Ở trên kênh của Hưng á. Ở trên kênh Hưng Huỳnh TikTok, ở trên YouTube. Nếu đối tượng cao tuổi thì liệu có tiếp cận không ạ? Trời ơi, đối tượng cao tuổi thì mình làm video mình đăng trên Facebook. Nhưng mà mình có làm TikTok không? Có. Anh chị thấy bây giờ lý do tại sao anh chị có mặt ở đây, anh chị lớn hay là nhẹ nhỏ? Ở đây là những anh chị lớn đó mà. Những anh chị lớn tuổi rồi anh chị mới tiếp cận TikTok đúng không? Còn Hưng là tiếp cận TikTok lâu rồi. Recording in progress. Hưng tiếp cận lâu lắm rồi. Mà bây giờ anh chị thấy xu hướng là người già lên TikTok nhiều ít nhiều rồi. Cho nên là Hưng đã có mặt ở đây lâu và chờ anh chị lên đây. Thay vì nếu bây giờ mới chơi thì đã trễ rồi. Cho nên chúng ta có mặt trước khi khách hàng xuất hiện kìa. Trời ơi, chúng ta còn phải đi trước khách hàng một bước như vậy chứ, đợi mà nó lên thì còn lâu. Đúng không? Chị nay 48 tuổi rồi.
Trời ơi, anh chị biết học viên của Hưng là 70 tuổi. Học viên của Hưng 70 tuổi ngồi edit cấp kết nhất lớp luôn. Hơi bị đỉnh cao luôn. Thế mới kinh chứ còn 48 tuổi trẻ phơi phới. Anh thua gì? Đúng nhiều lắm. Rồi sau đó mình đăng lên thôi. Bữa nay học hết người ta dùng TikTok hết rồi. Nhưng mà cơ bản là vẫn phải bám vào. Anh nói thật với chị cái bí mật này này này. Thứ nhất là TikTok, thứ hai là Reel của Facebook và thứ ba là TikTok Shop. Anh chị nhớ ba cái đấy và anh chị chiến. Hưng đang ở trong một nhóm toàn Hưng đang một nhóm thi đấu ấy, thi đấu marketing toàn là những người đầu ngành ở trong trong Việt Nam mình về các lĩnh vực thi đấu với nhau như bác sĩ Ngọc anh chị biết không ạ? Bác sĩ Hiếu nếu ai làm lĩnh vực về về đấy thì biết đúng không? Dược sĩ, bác sĩ Ngọc, bác sĩ Hiếu như là thẩm mỹ viện to ở thành phố Hồ Chí Minh như là GT Angel hoặc là salon tóc 1980 đúng không? Bạn Chiến đấy, trời ơi, toàn siêu nhân ở trong đấy không thôi. Chơi với nhau như thế mình học được rất là nhiều điều. Em lên TikTok còn thấy mặt thầy à? Ok nhá. Chị thì em chồi em biết chị Nhã à? Đúng rồi đấy. Chị Nhã và anh Thanh đấy, đúng rồi. Em muốn học khóa học bán quần áo sida. Anh chị muốn học gì thì anh chị cứ để đấy, bạn An Hoa sẽ xử lý cho anh chị hết. Nhưng mà chút xíu nữa tặng quà cho anh chị yên tâm. Rồi, ok nhá. Đây là cái quy trình làm, bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước này. Ưng sẽ phân tích một cái video anh chị sẽ cần làm như thế nào để anh chị hiểu nha. Anh chị hiểu được rằng là một video chúng ta cần phải chú tâm ở những cái điểm nào và Hưng phân tích cho anh chị một video thì cần phải làm đoạn nào đoạn nào đoạn nào, ok không? Ok thì gật gật cái nào, khỏi cần comment cũng được, chỉ cần gật gật thôi. Comment thì nó chưa đã đâu, gật gật để cho nó đỡ buồn ngủ chứ không có gì hết ok nhé. Tự nhiên nói gật gật mà đỡ buồn ngủ xong cái anh chị cười một phát đúng không? Thế là cười một phát là nó vui hơn chưa? Nó vui hơn rồi. Thì chẳng qua là bảo anh chị làm như thế cho nó vui thôi đúng không, mà anh chị vui thì Hưng cũng vui, Hưng chia sẻ cho nó máu chứ gì đâu, mà có cái tật là càng máu là càng chia sẻ nó sướng đúng không, càng máu là càng chia sẻ nó hướng, cho nên người ta mới nói là gì gì lân mà múa hay là nhờ tiếng trống à, mà người thì hát hay là nhờ tiếng vỗ tay ý nữa đúng không, nó y ông bà ta nói đúng rồi ông bà nay chiến tới cùng mà đúng rồi, anh chị cứ làm để đằng nào cũng thành công, đằng nào cũng có 20% trong cái lớp này thành công. Thành công cơ bản là biết làm video có đã, còn làm lên triệu view hay không thì từ từ tính tiếp. Rồi, đó là cơ chế phân bố lượt xem xong rồi, quy trình xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần là chúng ta sẽ xây dựng nhân hiệu và phát triển doanh nghiệp như thế nào. Thì để làm cái việc này á, thì chúng ta phải đầu tiên là chúng ta phải phân tích được, hiểu rõ được cấu trúc của một cái video cái đã, nhá. Chứ bây giờ ở đây mà chỉ cho anh chị làm video từng lên từng tí á, thì ở cầm tay chỉ việc thì nó ở trong lớp chuyên sâu thôi. Nhưng mà không phải phân tích cho anh chị rõ này. Để một cái video phân tích ra thì nó có những đoạn như sau. Đầu tiên là nó chia một cái đoạn này này anh chị. Đối với TikTok thì 3 tới 4 giây thôi là đoạn đầu. Sau nó có một cái đoạn ở giữa. Đúng không? Rồi có một cái đoạn cuối và nhỏ xíu ở đây nữa. Thì nguyên tổng cái này á nó tầm cỡ 60 giây, cho 60 giây đi. Tôi lấy ví dụ là 60 giây cho nó dễ nha. Lấy 60 giây cho nó dễ. Thì cái phần chỗ này là phần nội dung. Đúng không? Rồi phần này là phần kêu gọi. Đấy, phần này là phần kêu gọi. Ok chưa? Phần kêu gọi, đây là phần 3 tới 4 giai đoạn. Đấy, một video nó có cái đoạn như vậy để anh chị biết là cái đoạn này mình nói cái gì, xong rồi tới cái đoạn này mình nói cái gì, xong đoạn này mình nói gì, vậy thì mình còn sợ nữa không? Có phải là cái nỗi sợ của mình là khi bắt đầu video là xin chào tất cả các bạn nha, mình tên là Hưng Huỳnh đây, rất là vui hôm nay làm video này và mình thì chết mẹ quên mất rồi, làm lại. Mà làm lại cũng có nhiều, làm lại hoài luôn vậy. Có nhiều làm lại hoài luôn xong dẹp nghỉ phải ngày xưa hơn như vậy đó. Hôm quay YouTube với anh chị nó mệt lắm, cầm cái điện thoại để ngang này, xong rồi chỉnh cần chỉnh cây đây, cái cây này nói chỉnh cần chỉnh cây đây, xong gắn micro vô đã nói xong quên bấm mẹ em quay, xong ngồi nói mớ luôn. Xong rồi sao nữa anh chị, quên quay mới đâu, mẹ quay cả buổi chiều, mà mỗi lần mà set up xong rồi phải lấy phông xanh rồi đè lên rồi làm đủ kiểu hết, quay chặt xong cái gió đang quay anh chị gió quạt ấy, làm cái điện thoại rớt mẹ mất phải quay lại, ngáo không? Nhưng mà ngày xưa đang nói nó trơn mồm á, có nghĩa là mình tao nói được cái đó là tao phải cố gắng cả chiều ra rồi á, nhưng mà bây giờ nó khác biệt rồi, nó có công thức rồi. Sau khi mà Hưng làm ra thượng kia hát thì ra là có công thức mà mình không biết, cho nên là khi có công thức mình không có sợ nữa. Đoạn đầu tao biết nói cái gì rồi, bây giờ không tin anh chị cứ đưa một cái lĩnh vực nào Hưng có thể nói được, một một cái lĩnh vực nào ở đây Hưng nói được đấy, chỉ cần một vấn đề anh chị đưa ra thì Hưng có thể nói được theo công thức của Hưng, cho nên anh chị nói là ngành nghề nào cũng nói được là như vậy. Ngành nghề cửa nhôm thì anh chị có follow ông gì, Hưng có một học viên cửa nhôm làm rất là thành công
một cửa nhôm. Làm cửa nhôm Hưng lấy ví dụ như thế này nha. Hưng lấy ví dụ như thế này này. Hầu hết các bạn làm cửa nhôm mà không biết điều này, cho nên trời mưa nước nó sẽ tạt vô, đúng không? Thông thường thì các bạn làm cửa nhôm mới các bạn làm cái gờ như này, đúng không? Làm như này thì đôi khi giờ nước mưa nó tạt vô như vậy thì cái cửa nhôm thì cái nhà bạn nó sẽ bị ướt, đúng không? Đó là cái vấn đề. Đó, và cái cách họ làm như vậy thì nỗi đau là nhà bị ướt. Nhưng mà cách làm tốt nhất bây giờ là như thế này này. Để làm cửa nhôm không bị ướt thì các bạn phải xây cái gờ như thế này. Các bạn phải bắn cửa nhôm như thế, các bạn phải làm như này. Và nếu như các bạn gặp vấn đề gì về cửa nhôm thì nói mình chỉ cho, được không ạ? À? Thực phẩm ăn chay, đúng không? Hầu hết các bạn ăn chay mà không biết cái điều này, cho nên là giờ ăn chay mà vẫn bị mập, các bạn không? Thông thường thì các bạn ăn chay á, các bạn không biết lựa sản phẩm, cho nên nó bị như này, bị như này, nỗi đau này. Và giải pháp của tôi là ăn chay thì phải nên ăn như này, phải ăn như này, phải ăn như này, và các sản phẩm này vừa sạch vừa ngon này. Nếu mà các bạn ăn chay mà không có kiến thức thì nói mình chỉ cho. Hầu hết các bạn đi mua túi sách về mà không biết gì, hầu hết các bạn đi mua túi sách về mà không biết bảo quản, cho nên túi sách của bạn để một thời gian nó sẽ bị hư và nó bị lột da, đúng không? Đấy, thông thường thì các bạn để đấy, các bạn ít xài, các bạn ít lau chùi, bụi bặm nó bám vô, hoặc là một thời gian do thời tiết nó sẽ làm cho hư cái da. Thì cách bảo quản là như thế này, các bạn sẽ làm như này, làm như này. Cộng với là nếu mà các bạn có một cái chai như này nữa thì được này, lâu lâu các bạn lấy bạn lau thì da nó sẽ mềm và nó không bị bong tróc. Và nếu như các bạn đang có đồ da ở nhà thì gặp vấn đề gì thì nói mình giúp cho. Gì nữa? Chả lụa, hầu hết các bạn đi mua chả lụa mà không biết điều này, cho nên giờ cho nên ăn nó không ngon. Hoặc là hầu hết các bạn mua chả lụa về cúng dỗ mà không biết cắt, cho nên rất là xấu. Hôm nay mình chỉ cho bạn cách cắt chả lụa đơn giản này. Để cắt chả lụa ngon, các bạn phải cắt bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, 5, 6, 7. Và nếu như các bạn cần chả lụa cúng dỗ gì đó, mình giúp cho, nhà mình là chuyên gia về chả lụa. Được không anh chị? Bảo hiểm thì hơi khó à. Hầu hết các bạn đi đẻ mà không biết điều này, cho nên gì bị mất tiền, đúng không? Tôi có con nhỏ bạn nó đi đẻ, mà ngày xưa nó tốn 50 triệu đẻ đứa thứ nhất, xong đẻ đứa thứ hai nó không tốn 50 triệu nữa, mà ngoài ra nó còn được tiền nữa. Các bạn đi đẻ mà được tiền, các bạn tin không? À, là nó mua một cái gói bảo hiểm có 20 triệu thôi. Nhưng mà khi nó đi đẻ thì được bệnh viện lo hết luôn. Để bệnh viện đẻ là 50 triệu đó, tất cả mọi thứ đều lo hết. À, khăn, từ cái khăn người ta cũng lo luôn. Cho nên đây là cách đơn giản nhất để các bà đẻ đi đẻ mà còn có tiền. Và nếu như các bạn muốn đi đẻ mà có tiền thì nói bệnh viện giúp cho. Được không? Đúng không? Thay vì đâu có cần phải bán bảo hiểm. Bán bảo hiểm để làm gì? Tao đang cung cấp cái dịch vụ đi đẻ mà còn có tiền, nhưng mà tao phải bán bảo hiểm. Chứ còn nói bán bảo hiểm nó không mua. Ừ. Được không anh chị? Nhưng mà nhớ là chuẩn bị đẻ thì lo mua đi. Mua trước khi đẻ chứ có bầu rồi nó không bán được. Nhớ nha. Ừ. Thầy vui quá à. Rồi ok anh chị nhá. Thôi nhiều ngành nghề quá, hơn lấy ví dụ thì thôi, chứ bây giờ mà nói hết có mà 553 người biết chừng nào mới hết. Kiểu nào nó cũng được hết trơn à. Thì có nghĩa là như này, mình quen quá rồi, mình có công thức rồi mà, như thế nào nói chả được, đúng không? Cửa nhôm thì cũng giống như cửa sắt thôi, anh chị bình tĩnh. Hưng sẽ chỉ cho anh chị công thức làm nhá. Nhưng mà đó là Hưng lấy ví dụ demo cho anh chị, là Hưng nói lùa lùa, Hưng nói hết được cái đấy, không có sao đấy, tại vì Hưng có công thức hết rồi. Vậy thì bây giờ nè, với TikTok anh chị chú ý là 3 tới 4 giây đầu là nó tính một lượt xem, cho nên là ăn hay thua hay không là ở đây nè. Đấy, ăn thua là ở chỗ này nè nhá, ăn thua là ở chỗ này nè. Cho nên Hưng mới nói anh chị là Hưng có một cái lớp mà chuyên chia sẻ về cái gì ạ? À, về cách để tăng lượt xem. Nhưng mà anh chị nghĩ cách để tăng lượt xem là cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhưng mà cách tăng lượt xem là cái gì? Là cái phần đầu của video nè. Anh chị chỉ cần vượt qua được 3 tới 4 giây đầu là nó có được xem rồi. Cho nên có những video nó không có comment, nhưng mà rất là nhiều lượt xem. Tại vì cái đoạn đầu người ta tò mò, người ta ở lại. Người ta coi tới đây xong nè. Người ta coi tới cái chỗ đây là giây thứ 5 thôi. Xong người ta đi, người ta coi hết đúng không? Thông thường người ta vậy, nhưng mà tới đây người ta hết coi nữa. Trừ khi nào video hay người ta coi hết, người ta comment. Còn cái video nó không hay, tới đây không mà nó tính một lượt xem rồi đấy. Mặc dù xem nhiều nhưng mà sao không có comment. À, tại vì cái video nó không có hay, nó không giá trị, tới đây người ta đi rồi. Anh chị có thể kiểm tra. Anh chị kiểm tra trong phân tích nó tới đây cái nó tèo như này. Đúng không? Nó đang coi tới giây thứ 4, tèo xuống vậy luôn. Cái bản đồ của nó đó. Đúng không? Còn có những cái bản đồ thì sao? À, nó coi tới đây, xong bắt đầu nó mới xuống từ tới đây rồi xuống tới cùng. Chúng ta coi cái phần phân tích đó anh chị. Nói như vậy nhưng lúc quay nhiều phân cảnh xong edit không khớp giọng. À, không khớp giọng này thì ở trong cái lớp edit Hưng chỉ cho anh chị lồng tiếng làm sao cho khớp giọng. Anh chị coi tất cả video Hưng lồng tiếng mà anh chị có thấy nó có giật không? Không có giật. Không có giật một cái miếng nào hết đấy. Nó rất là êm. Tất cả mọi thứ nó đều êm hết, không có giật cái miếng nào hết. Đây Hưng lấy ví dụ cho anh chị coi luôn này để anh chị biết, không cần phải nói nữa. Đợi tí Hưng xem màn hình, Hưng sẽ nói trực tiếp cho anh chị xem luôn. Ok nha.
Đợi xem màn hình nha. Coi thử là cái câu đầu tiên tại sao nó phải quan trọng như thế vậy? Như vậy. Ăn thua lỗ chỗ này thế này. Còn cái chỗ này thì chúng ta phải học về nội dung, đúng không? Và nếu như nội dung của mình có gì có giá trị hướng dẫn cho người ta làm một cái gì đó thì sao anh chị? Thì nó ở lại, nó coi tiếp, đúng không? Mà cái chỗ 3 tới 4 giây đầu này á, nó có rất nhiều cái bị phụ thuộc vào. Thứ nhất là nó là một cái tiêu đề. Nó bây giờ share luôn cho anh chị coi, về hình ảnh, về giọng nói, về đủ thứ đấy. 3 tới 4 giây đầu này. Đây, tôi sẽ chia sẻ cho anh chị coi nhé. Recording in progress. Bây giờ nghe là mấy cái này nó thấm không anh Hải à? Đấy, nghe là bây giờ là nó thấm lắm. Người chủ trì không cho chia sẻ à? Thật sự là bây giờ mình học rồi, xong mình nghe là mấy cái này nó rất là thấm, mình hiểu được rằng à, 3 tới 4 giây đầu cái gì quyết định? Thứ nhất là cái hình ảnh, thứ hai là cái ngôn từ của anh chị, đúng không? Thứ ba là cái sự tò mò của những cái hình ảnh tò mò. À, TikTok. Không biết đây là vỏ cam đâu các bạn. Mình thấy nó xoắn xoắn, mình tưởng ở đây. Đây, ví dụ như này nè, à, coi lại bán cái gì này. Nha. Khi em rạ. Có bạn nào mới nhìn phát biết ngay đây là cái gì không nè? Mình đứng nhìn từ xa mình không. Cái này cũng là một cái câu để thu hút khách hàng đó chị. Đúng không? Thứ nhất là cái hình ảnh mình nhìn vô đây mình tưởng là trái cam. Đúng không? Bà đây bà hỏi là các bạn có biết cái này là cái gì không nè, mình tò mò mình coi tiếp, thì qua chỉ cần qua 4 giây thôi là tính một được xem rồi. Không biết đây là vỏ cam đâu các bạn. Mình thấy nó xoắn xoắn, mình tưởng ở đây bán cái gì nha. Khi mình lại gần để mình quay thì mình mới biết đây là cái vỏ cam mà người ta ép nước ra nhưng người ta không có vứt đi, mà người ta để trưng bày khiến rất bắt mắt và bán được rất rất là nhiều hàng luôn các bạn. Đây là một khu chợ bán rất là nhiều đồ ăn ở Trung Quốc, và đi qua khu chợ này thì mình học được rất là nhiều điều luôn. Mỗi gian hàng là cho mình một bài học luôn á. Thì cái bà này bà có quay gì ghê gớm không? Thế anh chị có cần phải quay gì ghê gớm không? Mà cứ đứng cái chỗ này, cứ đưa điện thoại lên, đưa điện thoại xuống, đưa điện thoại lên, đưa điện thoại xuống, một mớ người xem 36.000 lượt. Thì có nghĩa là câu chuyện nó tò mò, nó có từ Trung Quốc. Với lại nó lạ là ủa bên này vắt nước cam làm chi nhiều vậy ta? Ủa sao cái vỏ cam này để làm gì ta? Rồi chợ Trung Quốc này là chợ nào ta? Có quá nhiều câu hỏi anh chị muốn người ta trả lời cho anh chị đúng không? Nên là anh chị ngồi xem. Đó là một ví dụ. Rồi, ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo, ví dụ như kênh của Hưng đi. Ví dụ như kênh Hưng Mình Đào Tạo. Nếu mà anh chị ngồi một chỗ thì sao? Anh chị sẽ coi cái gì? Cái gì quan trọng? Anh chị coi nha. Cái hình đào tạo là Hưng ngồi một chỗ Hưng nói mà. Tại sao nó vẫn được 100.000 follow? Đây, được 100.000 follow. Mở ra coi ăn mừng. Đấy, ủa 100.000 follow đẹp thế. Hồi nãy là 5555 nữa kìa. Thế nó mới ngon. Trùm gia thật đang live stream ở đấy. Học viên bây giờ live stream kinh lắm. Rồi, video này bị flop rồi. Má ơi. Nè, anh chị coi Hưng đăng video này có 611 người xem nè. Flop rồi nè. Cách tăng follow và lượt xem, đúng không? Chỉ cho họ tăng follow và lượt xem bị flop rồi thấy chưa? Đùa đâu. Đấy. Mình làm vẫn bị flop như thường mà. Coi thử có bình luận không? Khi mà làm video thì cái điều mà các bạn mong muốn. Anh chị coi có 3 bình luận thôi. Toàn là học viên. Rồi. Coi nè. Đấy. Coi những video khác nè. Ví dụ như video này coi. TikTok nó có một cái 162 bình luận đúng không? Vậy thì bây giờ anh chị coi là tính năng thu hút khách hàng mới của TikTok. Nghe cái từ thu hút khách hàng anh chị muốn xem đúng không? Nên để tài khoản cá nhân hay tài khoản doanh nghiệp? Cái câu này anh chị biết tại sao Hưng làm không? Tại vì suốt ngày anh chị nhắn Hưng là anh Hưng ơi nên để tài khoản cá nhân hay tài khoản doanh nghiệp? Tài khoản cá nhân, tài khoản doanh nghiệp. Anh chị hỏi quá trời luôn thì Hưng làm gì? Hưng làm video, Hưng đưa cho anh chị thế là xong. À có nhiều người xem. Rồi anh chị coi nè. Mẹo thu hút người xem, đúng không? Là những cái câu đầu ấy, tại sao em làm video giống như ông kia luôn nhưng mà nó lại không lên? Làm hoài rồi mà chưa lên xu hướng thì vẫn áp lực. Anh chị quay video bằng cam thường trên iPhone, nó xấu quá như thế này thì ai mà dám quay? Đúng rồi. À mã đơn hàng ở đâu hả? Phòng y tế thôi. Ừ, ốc chị. Ông này là hôm qua mới live stream với Hưng. Bây giờ anh coi nè, anh chị coi nhé. Ở trên cái kênh TikTok của bạn nó có cái OK, mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để kiếm được. Rồi, nếu có một số cái mẹo này. Đầu tiên anh chị gạch đầu dòng là câu đầu phải tò mò. Cái câu đầu tiên á, đầu tiên nó phải tò mò cái đã. Cái câu đầu nó phải tạo tò mò. Tò mò. Cái câu đầu tiên nó phải tò mò đã anh chị. Anh chị nhớ là câu đầu tiên phải tò mò. Để share tiếp cho anh chị coi. Ví dụ tò mò là như này này.
sáu quán ăn đi đến Nha Trang. Chỉ trình cho cách làm tò mò nha. Và sau này rất là nhiều người làm này. Này là công thức của Hưng ghi ra đấy. Đây, anh chị nghe nha. Ủa chưa xe hả? Chưa xe mà đòi nghe. Loạn luôn mà. Cái công thức này sau này Hưng thấy rất là nhiều người trên TikTok người ta làm luôn. Và không chỉ Hưng thành công nên chị rất là nhiều bạn bè Hưng làm để thành công. Học viên cũng làm thành công. Rồi anh chị nghe nha. Đặc biệt là quán thứ 6, 6 quán ăn nhất định bạn phải ghé khi đến Nha Trang. Đặc biệt là quán thứ 6, nếu mà không ghé thì coi như là chưa đi Nha Trang nha. Đi Nha Trang. 6 quán ăn nhất định bạn phải ghé Nha Trang, đặc biệt là quán thứ 6, nếu mà chưa đi thì coi như là chưa đến Nha Trang. Anh chị hiểu không ạ? Thì họ có phải họ đợi họ coi tới quán thứ 6 không? Họ có tò mò, anh chị có tò mò không? 6 quán ăn nhất định bạn phải ghé thành phố Hồ Chí Minh, đúng không ạ? Đặc biệt là quán thứ 6 có món chân gà rất là ngon. Nếu các bạn không ăn thì coi như là bỏ lỡ cả một nửa cuộc đời. Nghe tò mò không? Thì tò mò phải coi hết món thứ 6. Mà coi hết món thứ 6 thì có phải coi hết video không? Có phải là coi từ hết video không chị? À, coi món thứ nhất, món thứ hai, món thứ ba, món thứ 6. Đó là thứ nhất là câu nói tò mò. Hoặc là Hưng nói cái gì? Hầu hết các bạn đi mua bất động sản mà không biết điều này cho nên dễ bị lừa. Rất là dễ tò mò. Đúng không? Rất là tò mò. Hay là hầu hết các bạn ăn cơm hàng ngày mà không biết điều này cho nên rất là dễ bị tiểu đường. Rất là tò mò. Đúng không? Hầu hết các bạn uống nước hàng ngày nhưng mà sai cách cho nên là gì ạ? Cho nên là đi tiểu rất là nhiều. Rất là tò mò. Đấy, có rất là nhiều cái để làm cho nhiều ngành nghề khác nhau. Rồi, đầu tiên là cái tò mò. À, cái thứ hai là nói về tiền. Rồi, cái thứ hai là nói về tiền. Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị tiếp. Cái thứ hai là nói về tiền. Đây là những cái mà mấu chốt để làm nên xu hướng đó anh chị nha. Ghi lại nha. Cái thứ hai là nói về tiền của số taxi ngoài trời. Nay em vừa áp dụng chiêu này à, ôi dồi hay quá. Nên quay bao nhiêu phút cho một video TikTok vậy anh? Nên quay, thực sự là nên quay dưới 60 giây. Có những video dài, có những video ngắn. Nhưng mà nên quay cỡ 59 giây để còn đăng lên TikTok Shop và đăng lên Reel nữa. Làm sao để tạo ra sự tò mò là quan trọng. Đấy, nó có công thức chứ. Thầy có lớp nào dạy kỹ hơn về phần tiêu đề này không? Có chứ, hồi nãy Hưng giới thiệu cho anh chị ở lúc đầu đấy. Rồi, gửi em xin kênh TikTok của anh em vào xem mà. Kênh TikTok của Hưng là Hưng Huỳnh Đào Tạo đấy. Rồi, để Hưng xem màn hình nha. Thứ hai là anh chị nói về tiền. Ngành nghề nào cũng liên quan tới tiền. Xài mỹ phẩm mà không biết điều này thì có chừng bị mất tiền, đúng không? Đấy. Mua bất động sản mà không biết điều này thì coi chừng bị mất tiền. Đây thì phải ăn hải. Còn nếu mà làm như Hưng hải sản cho nên top 20 củ trên top. Khi mà làm video, ok, mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để kiếm được 20 củ. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm sao để kiếm được 20 củ trên top. Thầy chỉ cách quay video cho nét là chút xíu nữa học phần edit video. Trên top mà không cần phải bỏ vốn, cũng không cần phải sản phẩm mà cũng có thể kiếm được nhiều. Cách kiếm được tiền nha, mà không cần phải bỏ vốn, mà cũng không cần phải gì anh chị, mất nhiều thời gian, sướng không? Tất cả mọi thứ Hưng làm này nó đều có công thức nha anh chị nha. Hưng dạy cho anh chị đã, chút xíu Hưng chỉ cho anh chị. Làm nội dung rất là hay nhưng mà lại ít tương tác. Còn làm video mà khoe thân thì lên ào ào. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích. Đúng không? Câu hỏi của anh chị là thứ ba là phần câu hỏi, thứ hai là về tiền, thứ ba là phần câu hỏi. Với là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của người khác. Cái này cũng lên triệu view nè. Kiếm được 20 củ trên TikTok thật sự không phải dễ. Tất nhiên là kiếm được 20 củ trên TikTok. Rồi, Hưng sẽ chia sẻ một kênh của học viên cho Hưng cho anh chị xem. Để anh chị thấy được rằng là tại sao nói về tiền thì nó lên hàng review. Đây, chị đây cũng mới nổi thôi. Là chị ơi, em quay hàng của nhà đây, em. Chị hàng review sử sĩ. Anh chị có thể coi nha, đây. Ví dụ như là tuyển sĩ không cần vốn. Bên em á, tuyển sĩ không cần bỏ vốn. À, tuyển sĩ không cần bỏ vốn thì có phải nói về tiền không ạ? À? Đây. Nhập sĩ chỉ từ 5 sản phẩm màu khác nhau. Ở bên này nè, chỉ cần 5 sản phẩm và 5 màu như vậy thôi là mình đã được nhập sĩ hàng bên kho này rồi. 5 sản. Đấy. Cái câu đầu tiên nó đánh vào nỗi đau của anh chị là về tiền luôn, được đổi hàng và được đổi hàng nếu không bán được hàng luôn.
với những sản phẩm ở bên này, trong vòng một tháng nếu mình nhập cái mẫu này về mình không bán được thì mình có thể đem lại và... Đấy, đó là những cái vấn đề của người đang làm, đúng không? Nhập sĩ 4 bộ này, cầm chưa đến 300 cành thì đi nhập hàng cái gì? Cái này là thử thách, nó có trong cái bộ chiến lược luôn. Đây, hỏi khó quá em không biết được trả lời sao luôn á. Em nhờ các cao nhân. Đấy, hàng giá rẻ, rồi bao nhiêu tiền để mở một shop? Và hôm nay mình sẽ phỏng vấn bà chủ xem là để mở một sạp như vậy là bao nhiêu tiền ha. Đấy, một kho hàng dành cho đấy. Cái kênh này nó cũng mới thôi, nhưng mà cầm 100 ngàn đi nhập sĩ. Thử thách là nó lên, đúng không? Tiếp theo là thử thách. Hoặc là kênh này. Để cho anh chị coi, có rất nhiều kênh này là kênh để cho anh chị có nhiều ngành nghề khác nhau. Ví dụ như dạy con tự ngủ đi. Đây, dạy con tự ngủ. Anh chị thấy là những cái tiêu đề này là những cái tiêu đề bạn này học của Hưng thế này. Đấy. Những cái vấn đề này. Vấn đề là em bé voi thay đổi những gì khi đến với cô Diệu Hoa này. Các dấu hiệu tăng cân này. Làm sao để bé ti mẹ trực tiếp hiệu quả này. Tất cả mọi thứ này không phải là tự nhiên đặt như này nha anh chị nha. Mà nó có tiêu đề. Các đặt tiêu đề. Mà anh chị thấy kênh bạn này chỉnh chu không? Đấy, học viên của Hưng bây giờ rất là chỉnh chu nha. Quay chỉnh chu lắm. Trước thì bạn đi ngủ rất là chán mà toàn đi ngủ. Live stream. Nói chung là bây giờ à, các từ học viên. Ồ hay thế, bên đây tới giai đoạn này luôn rồi. Ngày hôm nay Hoa sẽ góp ý cho các mẹ cho em bé Ti. Cái đầu tiên là có rất nhiều mẹ là cũng ốp nhưng mà chưa thật sự sát vào. Sau khi mà chúng ta chỉnh khớp ngậm xong rồi thì nói chúng ta là học thì anh chị sẽ biết được cách làm video như này hết. Làm video đẹp chỉnh chu như vậy hết. Hoa sẽ hướng dẫn mọi người cách bế em. Hoặc là kênh anh Dược sĩ Hải coi nè. Dược sĩ Thanh Hải coi nè. Ủa Dược sĩ Thanh Hải không? Hầu hết các bạn không biết điều này nên có thể dẫn đến bạn bị tè ra đường tiếp 2. Thông thường các bạn khi ăn cơm trẻ. Tò mò không chị? Hầu hết các bạn không biết làm cái này làm cái kia cho nên bị cái này bị nọ đúng không ạ? Đấy. Anh chị hỏi cái gì? Em hiểu sơ sơ rồi à? Cho em đăng ký lớp học tiêu đề à? Thì người nó cọc tánh lên, tay chân thì nó run còng cọc. Có một số anh chị thì bị ngất xỉu luôn. Chỉ cần ăn nhanh lên 1 đến 2 chén cơm trong vòng 3 đến 5 phút là nó trở lại bình thường. Đây là cái tình trạng hạ đường huyết. Nguyên nhân chính là cho các bạn ăn quá nhiều cơm, thức ăn chuyển quá và đồ ngọt. Ngày xưa thì mình cũng giống các bạn vậy, khi đói bụng thì cũng rất là cọc tánh. Mỗi bữa ăn thì ăn 3 đến 4 chén cơm, có thiên ngon thì lên. Ví dụ như anh chị có thể làm một cách đi sau nữa. Thứ nhất là nói về tò mò, thứ hai là nói về tiền, thứ ba là anh chị có thể đặt câu hỏi. Chúng ta có thể trả lời câu hỏi hoặc là tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Hoặc có thể làm ngược lại đời thường một cái gì đó. Cái tiếp theo là anh chị có thể đưa ra một danh sách. Ví dụ như Hưng nói là danh sách bây giờ 6 quán ăn ngon ở Nha Trang, hoặc là Hưng có làm là 5 quán vịt ngon ở Nha Trang thì nó cũng lên xu hướng. Hoặc là những cái mẹo gần gũi như này. Ví dụ như là gia đình ông Tiến, anh chị muốn làm lên xu hướng dễ lắm. Gia đình ông Tiến, để coi thế nào. Học viên mới chắc chắn các bạn nhỏ trong gia đình sẽ thích món. Gia đình ông Tiến cho ông thêm một cái follow cũng có video 1,3 triệu view rồi đúng không? Đây là những cái mẹo nhỏ này. Đấy, ly dơ quá thì quăng luôn đi, cách kết nối điện thoại với wifi. Đây để bắt đèn thôi cũng lên. Đây là cái cách mình lấy bóng điện mà không cần đến cái gối. Đấy, những cái mẹo nhỏ như vậy thôi. Hoặc là đây. Hầu hết mình lỡ dán băng keo lên giấy, ví dụ như giấy đơn hàng bị lệch hay nhầm lẫn, mình muốn tháo ra nó sẽ bị tình trạng giấy đi theo keo luôn. Và đây là cách lấy băng keo ra nhưng mà giấy vẫn còn nguyên, vẫn giữ được thông tin trong giấy. Mình lấy một đầu bất kỳ và kéo giãn băng keo ra, kéo đến khi miếng giấy nó tự bung ra là được. Cách này áp dụng cho mấy bạn bán hàng online thì rất là ok, mọi người nên áp dụng cách này nha. Đấy thì đây cũng là một kênh anh chị có thể làm mẹo như này thì nó rất là dễ, nó rất là dễ làm. Và hầu hết thì anh chị đừng có tự làm, có nghĩa là đừng có tự mà ngồi suy nghĩ ra nó không có làm đâu. Tại vì cái câu đầu tiên nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Thầy xem hộ kênh em Nguyễn Ngọc Thắng 14 với, thầy có lớp nào tiêu đề không cho em tham gia với. Chút xíu nữa không sẽ nói cái lớp tiêu đề cho anh chị coi. À, kênh của anh là Nguyễn Ngọc Thắng hả? Anh Thắng ơi. Anh Thắng ơi, cho em hỏi, ở các lứa U thì mỗi năm có phải kiểm tra để loại người ra không ạ? Mình cũng xin. Ví dụ như câu hỏi này thì vẫn được, nhưng mà ai quan tâm tới đá bóng thì hỏi mới xem thôi. Cái này mình phải lòng nhiều vô, ví dụ như video này có như đây. Độ tuổi lý tưởng để các bạn trẻ tuyển sinh theo nghề cầu thủ chuyên nghiệp.
đầu tiên để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cho một follow. Cái này đừng có để cái đường link Facebook. Đừng có để đường link Facebook như này. Để như này nó khó lên, nó bóp không lên nữa đâu. Một kỳ SEA Games đáng quên nhất của bóng đá Việt Nam. Thủ môn cần test những gì vậy ạ? Ok em nhé. Đấy, những cái câu hỏi như vậy thì dễ lên, nó tò mò. Nó tò mò thì nó lên. Cái này có thể bắt xu hướng, có thể có ai đang có xu hướng này kia thì có thể làm theo được. Bắt xu hướng hoặc là nói những câu tò mò, cái này thì làm tốt rồi em làm tiếp thôi. Quan trọng là mỗi cái video của em thì em phải có giá trị đối với người xem nhá. Mỗi video của em thì cần phải có giá trị đối với người xem. Cho em hỏi. Phải có giá trị với người xem thì khi mình làm như vậy thì cái kênh mình sau này mới bán được hàng được. Còn bây giờ mình làm giống như kênh Cán Carit thì em thấy cũng rất là hay, làm ở trên Facebook ấy. Sau này bán cái gì đấy. Ok anh chị nhá, thì đó là cái phần đầu của video đấy. Anh chị có thể quay lại kênh chú Hưng Râu của Hưng này. Những ngày đầu tiên Hưng làm cho anh chị coi nhá, tất cả mọi thứ, cái câu đầu tiên ấy thì nó đều là có lý do của nó hết. Anh chị nghe là anh chị coi thế này. Ví dụ nha. Ví dụ như là cái này thì truyền cảm hứng rồi, thì không nói rồi. Ví dụ như là tại sao Hưng lại để cái hình con tôm này? Lý do để cái hình con tôm này á là để làm gì anh chị? Để hình con tôm này để người ta bắt mắt. Hải sản ở Nha Trang á, thì ngoài các quán ở khu bờ kè thì còn một khu nữa mà các bạn cũng có thể thưởng thức, đó là khu Hòn Rớ nha. Vài ngày trước đi lưu diễn ở Nha. Rồi tại sao Hưng lại đưa hình Hồ Ngọc Hà lên? Tại vì nó thu hút. Và cái câu đầu tiên Hưng nói gì ạ? Hải sản ở Nha Trang ngoài khu này thì còn có một khu nữa, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi nha. Thì người ta tò mò, người ta coi thử còn khu nào nữa. Đúng không? Rồi ví dụ như cái này. Các bạn có thấy là cái sa hình lái thử của cái xe điện đang bán chạy nhất thế giới này nó đẹp không? Tôi nói là cái sa hình thôi nha, đừng có nhìn cái chỗ khác nha. Tôi nói cái sa hình thôi, đừng có nhìn cái chỗ khác. Thì cái bà nào đó, kể cả vợ Hưng luôn. Vợ Hưng coi xong quay lại, kiểu ủa, quay lại thì có thấy gì đâu, bà đó cũng đâu có đẹp lắm đâu. Có nghĩa là tôi cố tình quay cái mặt bà đó lên, sau tôi nói cái câu đó để người ta nhìn. Ok nha. Có rất là nhiều cách để mình làm cái câu đầu tiên, ví dụ như này đúng không? Không chỉ có khách du lịch mà khách địa phương cũng hỏi Hưng là cái khu mua hải sản này là ở đâu, thì nó ở làng chài Bãi Tiên nha các bạn nha. Đấy, những cái câu này thì nó là bí mật để mình làm được hết. Hưng sẽ lấy ví dụ cho anh chị xem như thế này, nó có rất là nhiều cái. Ok nha, rồi Hưng lấy ví dụ cho anh chị coi này. Cho nên là lên xu hướng hay không á, là nhờ vào cái gì anh chị? Lên xu hướng hay không là nhờ vào câu đầu. Lên xu hướng hay không là nhờ. Chút xíu nữa Hưng mới chia sẻ về, thầy chia sẻ lớp tiêu đề đi. Chút xíu nữa thì Hưng sẽ khám kênh sau, anh chị đừng có nhắn tin kênh lên. Trước khi mà chia sẻ nhóm tiêu đề thì anh chị cho anh chị một số cách này. Ví dụ như anh chị muốn làm tò mò đó, thì anh chị sẽ nói cái câu dạ, hầu hết mọi người muốn biết cái điều này, nên họ, ví dụ như là hầu hết mọi người đi mua đất mà không biết điều này nên họ gặp cái điều gì đó. Hầu hết mọi người lái ô tô mà không biết điều này nên họ gặp được một cái điều gì đó. Ví dụ như vừa rồi Hưng làm cái video cho ông chú Hưng lên triệu view, Hưng nói là hầu hết các bạn đóng cửa ô tô mà không biết điều này cho nên bị một vấn đề gì đó. Đây là chính Hưng quay luôn. Đây là chính Hưng quay luôn. Hầu hết các bạn lái ô tô mà không biết điều này cho nên sẽ bị một cái vấn đề gì đó. Nha. Có khóa edit video chuyên sâu không anh? Khóa edit cũng có luôn. Đợi anh chị đợi một tí đi, xíu nữa thôi. Mấy phút nữa Hưng chia sẻ cho. Hưng chia sẻ xong cái phần này cái. Anh chị hay hối khiếp đấy nhỉ, hối quá thật rối bây giờ. Trị Phan, anh chị coi video triệu view nhé. Video này là, đây, có video triệu view ở trên fanpage. Để coi nè, video triệu view đâu, 2,2 ngàn lượt xem. Video triệu view bữa trước Hưng quay trong chú này là, Hưng quay luôn đó nhá. Cái video này thì, đâu, cái video triệu view phải nằm ở trên. Là dễ nhanh hư những cái răng. Cũng là cái video này nhưng mà là trị view. Trị Phan ô tô Hy Tân à, nằm ở trên view hay trên đâu nhỉ? Chả biết nằm ở đâu. Nhưng mà đại khái là như này, cái video lên không thoải mái. Nếu mà để đóng đúng thì các bạn ngồi trong xe nó sẽ không thoải mái. Nếu mà để đóng đúng thì các bạn coi lại như nào. Mình chả sử dụng cái fanpage này khi mình chả biết. Mà sao nó không có một đây view đây. Rồi, nó sẽ có video. Phải cái review này không? Hay là cái review nào?
Ủa hay là bị xóa rồi. Anh có hai kênh. Đại khái là video này nha anh chị, nha anh chị coi nha. 15 phân cho đóng vàng. Đóng thoải mái thì lúc đó cái ô tô của mình nó sẽ không bị ồn và văng cao su cũng sẽ chậm hư hơn. Ai mà đang đi ô tô thì cứ đóng thử nha. Anh chị nghe lại nha. Thời buổi nào rồi mà còn đóng xe theo kiểu này. Đóng xe theo kiểu này thì nó rất là dễ nhanh hư những cái ron cao su đây. Và khi nó hư thì nó sẽ tạo cái tiếng ồn. Cái câu mà thời buổi nào mà còn đóng ô tô như thế này thì câu nó tạo tranh cãi rất là nhiều. Cho nên nó lên được triệu view. Là giống như chửi vô mặt mình nhá. Thời buổi nào rồi mà còn đóng cửa ô tô như thế này. Nhá. Chị gái em đăng ký chuyên sâu rồi, em muốn đăng ký tiêu đề nữa học luôn anh ơi. Anh cho thông tin khóa học đi ạ. Cho em học lớp chuyên sâu mấy ngày. Học lớp chuyên sâu thì học nhiều ngày, 8 ngày lần. Xem thầy nói cứ bị bánh cuốn à. Rồi khi mà anh chị muốn làm tò mò thì anh chị sẽ nói là hầu hết các bạn làm cái này cái kia mà nó không đạt được cái điều đó, cho nên nó bị cái gì. Đó là công thức thứ nhất. Hầu hết mọi người làm lái ô tô mà không biết điều này cho nên rất là nguy hiểm. Hay là hầu hết mọi người phối đồ mà không biết điều này cho nên mặc đồ lên rất là xấu. Người ta tò mò, người ta không hiểu là phối đồ như nào cho đẹp, đúng không ạ? Cho nên là cái quan trọng nhất vẫn là 3-4 giây đầu. 3-4 giây đầu cực kỳ quan trọng lên, đúng không ạ? Ví dụ như này nè, nó có là 3 lời khuyên dành cho người đi mua đất nếu không muốn bị lừa, đúng không? Hoặc là chiến lược đặc biệt dành cho những người phụ nữ kinh doanh online. Ok không ạ? Anh chị thấy cái phần đầu cực kỳ quan trọng không? Cho nên cái phần đầu mới là cái quan trọng. Cho nên đôi khi anh chị phải nghĩ là đầu tiên là câu nói tò mò. Phải có một câu nói gì đó tò mò khiến họ lại. Thứ hai là nói về tiền. Thứ ba là chúng ta sẽ nói về một danh sách các việc cần phải làm. Danh sách các việc cần phải làm. Danh sách các việc cần phải làm. Học chuyên sâu thì phí bao nhiêu thế thầy? Học chuyên sâu thì Hưng giới thiệu sau. Bây giờ này này. Ok nha anh chị, hỏi quá nhiều về cái phần này á thì Hưng sẽ tặng cho anh chị một phần quà, anh chị đồng ý không? Hưng sẽ tặng cho anh chị một cái phần quà. Hồi nãy Hưng có hứa với anh chị tặng trước cái phần này. Cái phần này là vui quá tặng thôi. Anh chị hỏi cái chỗ này thì tặng thôi. Hưng có cái lớp mà cái lớp gọi là cái lớp mà làm như thế nào để tăng lực view video ấy, là do cái câu đầu tiên này. Thì Hưng sẽ có một cái lớp này, Hưng sẽ chia sẻ cho anh chị. Hưng tặng quà cho anh chị đồng ý không ạ? Cái lớp này là giá bao nhiêu nhỉ? Giá Hưng bình thường dạy là, cái lớp này là giá của nó là, cái này là rất là nhiều trải nghiệm nhiều năm của Hưng rồi nha. Hưng đúc kết lại rất là nhiều cái tiêu đề, đâu đó cần cỡ 400 cái tiêu đề cho anh chị luôn. Anh chị chỉ cần nhìn mẫu anh chị làm thôi. Cái này nó có giá là 1.868.000 nữa Hưng bán đó nha. Nếu có cái bí kíp này thì anh chị làm video nó tăng lượt xem rất là dễ. Và nó có mẫu sẵn luôn rồi. Anh chị không cần tốn thời gian để tìm. Cứ nhìn thẳng vào cái tiêu đề này xong mình viết ra thành cái của mình thôi. Nó có 200 cái vì mỗi lần làm video là anh chị phải nhìn vô. Mỗi lần làm video thì anh chị phải nhìn vô. Thì anh chị có... Anh Hưng share cho anh chị coi cái đó rồi đó. Cái đó Hưng ngồi Hưng làm ra cho một cái bạn học viên của Hưng. Để bạn ấy làm video là như thế này. Có nghĩa là khi nhìn vào cái tiêu đề chúng ta sẽ viết ra được một lộ trình như thế này. Nhưng mà chúng ta cần phải có một lộ trình lần anh chị nha. Để Hưng mở cho anh chị xem. Có một cái lộ trình để làm video đoạn giai đoạn đầu, làm gì giai đoạn giữa, làm gì giai đoạn cuối, làm gì để bán được hàng. Chứ không phải là đơn giản nha. Marketing xóm biển coi nè. Đây kịch bản video xóm biển. Đây. Thì Hưng có ngồi Hưng viết ra quy trình như thế này. Đây là cái bộ quy trình. Đây. Ví dụ như này này. Ví dụ như bạn đã kiếm được 1 tỷ tháng đầu tiên nhờ bí quyết từ người thành công này. Lấy tất cả những cái tiêu đề, ví dụ như là tại sao quay video thì bán được nhiều hàng hơn, đúng không ạ? Hoặc là lời khuyên chân thành dành cho những bạn muốn kiếm tiền từ việc kinh doanh online, hoặc là những điều cần làm gì sau khi ra được sản phẩm. Đây là tất cả những cái gì mà Hưng viết ra, đây là tiêu đề video, xong rồi mình lên bối cảnh video. Thì có tiêu đề rồi cho nên Hưng mới viết được cái này. Khi có tiêu đề Hưng chỉ gắn vô, thì cái này Hưng sẽ tặng quà cho anh chị, đồng ý không ạ? Đây là bí kíp mà rất là nhiều năm Hưng muốn tặng quà cho anh chị. Đấy. Thì cái khóa này 1.868.000 thì giờ anh chị có thể chi trả bao nhiêu để Hưng tặng cho anh chị được cái khóa 1.868.000 này. Chi trả một số tiền nho nhỏ thôi để tặng hỗ trợ cho anh chị. Cái này là anh chị đang thấy anh chị hỏi nhiều thì Hưng tặng thôi. Chứ còn học là mình sẽ học cái lớp kia 499.000 ha. 1.868.000 mà trả luôn đoàn tiếng là trả luôn 2 triệu á. Thầy tặng 1 triệu thôi nhé. 500.000 à, 100.000 à. Hỗ trợ với giúp ưu đãi à. 999.000. Úi giời. 999.000, 300.000 miễn phí luôn à. Phải có tiền chứ miễn phí gì. Hưng phải hỗ trợ anh chị nữa chứ. 10.000 à, 199.000 à. Úi giời. Nên là lớp mình đâu rồi hả?
Ok như này, 399k. Ok, lấy trung bình như này nhá, có người 3 triệu cơ. Rồi như này, Hưng sẽ tặng cho 50 người thôi, 50 người. Hưng sẽ hỗ trợ cho anh chị và Hưng dạy cho anh chị một ngày. Anh chị sẽ học trực tiếp với Hưng qua Zoom một tối. Hưng sẽ chỉ cho anh chị cách để làm tất cả những cái tiêu đề này. Hưng sẽ phân tích chi tiết cho anh chị gần 400 cái tiêu đề để anh chị có thể ghi ra và anh chị về anh chị áp dụng vô doanh nghiệp của mình, được không ạ? Đúng không? 50 người thôi. À, với giá là 399k. Trong cái lớp học này là 1.868 lần thì nó chỉ có 399k thôi. Thì số tài khoản thì bây giờ không có, anh An Hoa gửi số tài khoản lên giùm nhé. An Hoa gửi số tài khoản lên giùm, ai chuyển thì 399k thôi. Thì Hưng sẽ tặng cho anh chị cái phần quà tuyệt vời này luôn. Chỉ có 399k, Hưng sẽ đồng hành với anh chị để làm cho anh chị có những bộ tiêu đề như này. Và quan trọng hơn là nếu mà chúng ta có tiêu đề thì chúng ta sẽ làm nên được nội dung. Có nghĩa là khi mà anh chị thấy hồi nãy Hưng viết không? Hưng viết rất là nhiều cái tiêu đề như thế này. Để làm gì ạ? À, khi mà Hưng viết ra nhiều tiêu đề này thì Hưng sẽ có mô tả. Hưng sẽ có mô tả và Hưng lên được nội dung. Yeah. Đấy, anh chị thấy là Hưng viết ra tiêu đề này, xong Hưng sẽ có được mô tả video, xong rồi Hưng sẽ lên được kịch bản video và bạn nó sẽ quay. Đấy, nó rất là hay như vậy. Nhờ vào cái tiêu đề chúng ta sẽ có được gì ạ? À, chúng ta sẽ có được cái nội dung video. Yeah. Ví dụ như Hưng nói là hầu hết các bạn đi mua đất mà không biết điều này cho nên bị lừa, thì cái anh bất động sản anh sẽ tự nghĩ ra là đi mua đất cần phải biết gì để không bị lừa. Cho nên có cái tiêu đề thì chúng ta sẽ tự làm được. Đó là lý do mà hồi nãy anh chị chỉ cần nói ra được cái vấn đề thôi, cái tiêu đề của anh chị thôi, thì Hưng có thể sản xuất được một video. Hưng không cần biết ngành nghề nó như thế nào, tiêu đề cho từng ngành phải không thầy? Cái tiêu đề này là tiêu đề chung, sau đó anh chị sẽ phân vô cho từng ngành, anh chị sẽ phân vô cho từng ngành. Đăng ký, em đã đăng ký à? Khóa này là khóa gì? Xin lỗi thầy em vào trễ à? À, cái khóa này là khóa về tiêu đề. Tiêu đề này nó giúp cho anh chị là tăng lượt xem video. Cái khóa này có nghĩa là khóa này là bí mật là tăng lượt xem video, nhưng mà đánh mạnh vào tiêu đề, tại vì từ tiêu đề anh chị mới ra nội dung được nhá. Anh chị đừng có nhắn tin nữa không là nó bay mất cái số tài khoản đấy, 399k. Anh chị nào chuyển rồi thì nhớ ghi tên nhé, ai mới chuyển này. 50 người thì bây giờ chúng ta có 5 phút thôi, thôi 5 phút thôi nhá. Hưng chỉ có 5 phút thôi, anh chị chuyển khoản 5 phút, xong anh chị nào mà cần á thì chuyển khoản, còn không cần á thì đi uống nước, xong mình quay lại mình học phần edit video nhá, mình quay lại mình học phần edit video nữa. Anh chị nào cần thì mình đăng ký mình học, còn không thì anh chị đi uống nước 5 phút, lấy nước vô uống đi anh chị. Cảm ơn Kim Duyên này. Đấy, 399k thôi với cái khóa mà 1.868 thì quá hời đúng không chị? Mà được Hưng dạy cho một buổi nữa, Hưng đưa tất cả các tài liệu đó cho anh chị luôn. Hưng chỉ cho anh chị cách làm luôn, đồng ý không? Hưng chỉ cho anh chị cách lên cái form, Hưng gửi cái form hồi nãy cho anh chị luôn, đồng ý không ạ? Tuyệt vời không? Đấy. Tại vì 3 giây đầu nó giúp cho anh chị có nhiều được xem. Thì đây là cái rất là quan trọng và Hưng muốn anh chị phải có được cái này thì mới làm video được. Ok, xin chào, cảm ơn bạn Nguyễn Duyên, Chu Lệ, Lê Thị Phương. Ôi dồi ôi. À, Triệu Thu à. Chị Mẫn. Ngọc Trinh à. Tên kinh thế, tên đẹp thế. Chị Hà. Đấy. Bằng một bữa đi chơi đúng không? Mà anh chị được học đồng hành với Hưng. Nhưng mà quan trọng hơn nữa này, khi mà Hưng làm cho anh chị đấy, nếu mà anh chị không